tiết kiệm với nè. Các thầy cô cũng quy định là khi tham gia lớp học là mình phải bật hết cam lên đúng không? Các em bật hết cam lên nha. Chị tạm thời tắt xem màn hình một tí để xem được hết các bạn luôn. Sao vẫn còn một số bạn chưa bật cam thế này? Bật cam lên hết em, bật cam lên rồi mình bắt đầu nào. À, bạn Cam lên hết nhá. Ok. vâng Ừ, chị Hạ, vâng chị. cũng 35 rồi. Chị xin phép bắt đầu nhé. Thì đầu tiên là cảm ơn các em đã tham gia buổi seminar ngày hôm nay của chị. Thì như chị đã có giới thiệu trước rồi đúng không? Là hôm nay là chị sẽ giao lưu và giao lưu trước là giao lưu với các em, sau là sẽ chia sẻ với các em những thông tin mà các em cần biết đối với một sinh viên hệ Việt Nhật nhé. Tham gia buổi của chúng ta ngày hôm nay thì ngoài chị ra còn có một chị nữa là chị Phương. Các em nghe tới chị Phương bao giờ chưa? Chị có nhắc rồi, có bạn nào nhớ không? Các em còn nhớ không? Trong hôm orientation chị cũng có giới thiệu qua rồi đó. Ở các chị TC là có những có mấy chị này. Ở Đà Nẵng là có chị với một chị nữa, đó là chính là chị Phương. Có em nào còn nhớ không? Hay là chị cũng không nhớ luôn? Rồi một bạn là Tim. Các bạn khác còn lại thế nào? Tương tác với chị tốt chút nào chứ không để chị nói một mình thế. Bạn nào Mà nào? nhớ mình là quên hết rồi, Quên rồi, một bạn chưa khóc gặp chắc là cái này quên quên rồi. rồi. Hôm đó chị trong buổi ODN là các em có gặp chị rồi đúng không? Các bạn nào còn nhớ là đã gặp chị rồi, trước mặt lại gặp chị trước này nè. Nhớ không? Còn nhớ không? À, có bạn thả tim mà có Đã bạn tin, đã tin rồi. Sao không bạn nào mạnh dạn bật cái mic lên nói thử xem nào. Mới năm một nên rụt rè quá hả? Mạnh dạn lên chứ, mình sinh viên đại học rồi mà. Thế thì ngoài hôm nay thì ngoài chị ra còn có chị Phương sẽ tham gia cùng buổi chúng ta ngày hôm nay nhé. Rồi bây giờ thì chị sẽ đi vào nội dung chính luôn nhé. Chị bật lên màn hình rồi. Em nhìn thấy màn hình rồi đúng không? em Nhìn thấy sẽ màn hình như chưa chị thấy hả? rồi. Dạ, chị cứ để cho các bạn ấy nói. Để cho các bạn ấy vô mặt dạng một chút. Rồi, thì lớp mình bây giờ mình lại tương tác tí nữa nhé. Ta chị cảm thấy thấy là lớp mình có vẻ như hơi rụt rè rồi. Cái rụt rè như thế này là giao lưu khó lắm. Chắc là chỉ một mình chị là độc thoại thôi là không được rồi. Chưa? Thế cho chị hỏi thế này, lớp mình đã học được mấy tuần rồi? 3 tuần ạ. À, 3 tuần rồi. Ôi, may quá có bạn mặt dạng bạn biết rồi này. 3 tuần rồi đúng không? À, 3 tuần rồi. Thế 3 tuần rồi học 3 tuần rồi thế thế nào? Em thế nào? Thầy thầy muốn bỏ Thấy muốn bỏ học là sao vậy? ạ, khó quá mà không được gì ạ, Áp lực, mới có 3 tuần thôi mà. áp lực quá cô, Áp lực, ba áp tuần mà lực như 3 tháng ôn thi cho phổ thông quốc gia. 3 tháng, 3 năm, Ba ba tuần tháng mà rồi. 3 tuần mà như 3 tháng ôn thi phổ thông quốc gia luôn. Trời ơi, này là mới mới demo thôi nhá, chưa gì hết mới đúng không chị mới Phương? Chưa gì hết. mới đi mua mới ra trailer thôi mà em muốn bỏ game rồi. Có cuộc nhanh quá em. Ừ, Không, em nói thế thôi chứ em bỏ được gì. vì vì sao em không bỏ được? Đam mê à? Học vì đam mê thôi chứ chơi là chính. À, vì đam mê chơi là chính. Ok. Không biết là đam mê hay là thế em đưa đam mê hay là chính nó là quan trọng thì dù sao thì cũng nhớ là theo đuổi cái đam mê đấy nhá. Tại Vâng ạ. vì tại vì chúng ta vẫn còn 4 năm học nữa. Mới có 3 tuần thôi còn 4 năm nữa nhá. Rồi. Lúc nãy hỏi chị là không thấy bạn nào nhớ, cũng có bạn thả tim rồi. Thế có bạn nào nhớ lúc nãy chị cũng nói rồi đúng không? Chị thuộc team TC đúng không? Rồi, thôi chị cũng không hỏi nuôi nhiều nữa. Thì như thường lệ thì các chị TC thì vào mỗi đầu năm thì sẽ tổ chức seminar, cũng không hẳn là seminar, giao lưu, buổi giao lưu với tất cả các sinh viên các khóa. Nhằm mục đích là thứ nhất là để giao lưu với các em. Thứ hai là để chia sẻ với các em những cái thông tin mà cần biết trong những năm học tới. Đầu tiên là trong năm học hiện tại và những năm học tới các em cần phải chuẩn bị những gì, cần phải biết những thông tin gì
Thì với mục đích đó là hôm nay là chị đã xin các thầy cô cho các em xin các thầy cô là sử dụng giờ học để tham gia để giao lưu cùng với các em trong buổi ngày hôm nay. Thì chị hy vọng là sẽ nhận được sự hợp tác của các em cho tới cuối buổi nhé. Ok không? Đồng ý không nào? Đồng ý chị ơi. Đồng ý chị À, ơi. ok. Mặc dù thì mới 3 tuần thôi, feedback đầu tiên chị nghe được là khó quá muốn bỏ cuộc. Nhưng mà các em một khi các em đã quyết định rồi thì vào đại học cũng không phải là dễ dàng gì đúng không? Nên là một khi mình đã xác định rồi thì cố gắng nhé. Còn 4 năm nữa cố gắng lên nhé. Để bây giờ chị tắt cái màn hình Zoom. Bọn em đang nhìn thấy cái màn hình Zoom của chị hay là đang nhìn thấy cái slide của chị nào? Slide, cái slide. À, nhìn thấy slide đúng không? Ồ, chị hiểu rồi. Ok, chị sẽ tém cái này vào trước. Nội dung chính của đây chị sẽ đi vào nội dung chính luôn. Ồ, vẫn có bạn đang vào. Chơi đông nhà 36 bạn mà hiện tại là chị thấy đã 41 bạn rồi. Là có bạn nào lớp CFD không? À, nội dung chính của buổi giao lưu của chúng ta ngày hôm nay thì cũng có những nội dung sau đây. Thì đầu tiên là chị sẽ giới thiệu lại với các em về công ty Sonatrach. Thì hôm trước trong buổi ORAN thì các em cũng được thầy Mori sẽ giới thiệu qua rồi đúng không? Hôm nay thì chị sẽ giới thiệu kỹ hơn một chút. Sau đó là về dự án và chương trình hẹn Việt Nhật. Chương trình Việt Nhật tức là chương trình chất lượng cao mà các em đang theo học ấy. Là bộ phận người U, bộ phận mà sẽ hỗ trợ cho các em trong suốt khoảng thời gian khi các em đang theo học ở Bách Khoa. Và cuối cùng là lịch trình 4 năm học mà các em lịch trình 4 năm học trong thời gian lịch trình 4 năm học này. Rồi, chị đi vào nội dung chính luôn nhé. Về sinh Atelier đúng không? Bây giờ chị các em cũng được nghe thầy Mori giới thiệu rồi đúng không? Bây giờ các em cho chị biết thế nào. Thế các em bây giờ đối với những gì các em đang biết là các em biết gì về công ty sinh Atelier nào? Bây giờ trong đầu các em còn lại là công ty sinh Atelier là công ty gì đây? Bây giờ công ty gì đi? Bạn nào mà dạng bật mic lên trả lời giúp chị xem Một công ty dạy tiếng Nhật chị nè. Một ạ. Biết rồi vậy. công ty dạy tiếng Nhật hả? Ok, công ty dạy tiếng Nhật. Thế có ý kiến nào khác không? Cho chị đáp án khác tự xem nào. Các bạn nào có cậu bé khác không? Cũng có giới thiệu hẳn hoi rồi cơ mà. Đúng không? Hay. Nào, còn bạn nào khác nữa? Chị bật mí nhé. Bạn nào mà tích cực trả lời các câu hỏi của chị thì chị sẽ dành cho bạn đó một phần quà khi mà các bạn quay trở lại trường. Ê, bây giờ thì có đủ hấp dẫn để các bạn trả lời chị chưa? Công ty IT rồi chị. À, công ty IT, bạn nào vừa trả lời nhỉ? Bạn Nhật Dạ, Minh, bạn Nhật Minh. Nhật Minh ạ. Rồi, đúng rồi, bạn Nhật Minh. Thế chúc mừng bạn đầu tiên đã trả lời đúng nhé. À, lúc nãy là cũng có bạn trả lời rồi. Thôi, chị cũng sẽ ưu ái thêm bạn đó đi. Tại vì bạn đó là mặc dù là chưa có bàn nhưng mà cũng xung phong trả lời trước. Mặc dù là cũng không đúng lắm. À, bạn lúc nãy mà trả lời là công ty tiếng Nhật là bạn nào ở Nhật? Anh chị ơi, em nói nãy rồi. Em nói giờ bạn Tuấn Anh Bùi á hả? Ui, À, xin lỗi em nói nãy giờ mà giờ chị mới nhận ra bạn Nhật Minh này. Minh là trả lời đúng rồi này. Bùi Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh hay anh Tuấn em nhỉ? là vâng. Nè, Ok. Rồi thế thì không công ty Sonatrach không chỉ dạy tiếng Nhật không thôi đâu nhé. Tí nữa chị mặc dù là chị cũng sẽ tặng quà cho Tuấn Anh này nhưng mà Tuấn Anh chị cũng lưu ý Tuấn Anh và các bạn khác luôn là chú ý phần giới thiệu nhé. Đừng để sau này khi mà thầy các thầy cô đã giới thiệu xong chị giới thiệu xong mà cũng có bạn các bạn cũng không biết là công ty Sonatrach là công ty gì thì cũng hơi có vấn đề cũng hơi các chị cũng sẽ vất vả một chút đó tại vì công ty Sonatrach là sẽ đồng hành cùng với em trong suốt cái khoảng thời gian mà các em đi học ở trường luôn. Đây, chị đi vào chủ đề chính luôn. Chị giới thiệu lại về công ty Sonatrach. Đúng như bạn Nhật Minh đã có trả lời công ty Sonatrach là một công ty IT và tên đầy đủ là công ty cổ phần Sonatrach thì được thành lập năm 2013 và được thành lập năm 2013 thôi nhưng mà số lượng nhân viên là bây giờ đã là khoảng hơn 1.500 người rồi. Trụ sở chính thì ở Tokyo nhưng mà ở ở ở Việt Nam ấy thì có
Đối chính ở Tokyo này, mà ngoài Tokyo ra, ngoài Nhật Bản ra thì còn có trụ sở ở ba nước khác nữa, đó là Việt Nam, Philippines và Campuchia. Các nước khác thì chị không nói đến, nhưng mà ở Việt Nam mình ấy, thì có văn phòng ở Hà Nội này, ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng mình thì có bạn nào biết là ở đâu không? Có bạn nào biết ở Đà Nẵng là ở đâu không? Câu hỏi này hơi khó so với câu là câu hỏi lúc nãy đúng không? Các bạn nào biết không nào? Chị vẫn còn quà đó nhá, các bạn nào dành trả lời thử xem nè. Em nào? Ở tầng 4 tòa Vinhome Building số 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. À, Thái hả? Em đọc tên này đủ em chứ chị xem nào. Dạ, Thái Khắc Dường ạ. À, Thái Khắc Hiệu đúng không? Ok, chúc mừng em. Đã nhận được một phần quà từ chị. Dạ Đúng vâng. rồi, ừ, chính xác. Khi nào mà các em đi ngang qua đường, có thể là chỉ hiện tại là các em chưa nhập chưa vào trường đúng không? Chắc là nhiều những bạn mà ở vùng khác thì chưa biết, nhưng mà những bạn ở Đà Nẵng hoặc là những bạn khác khi nào mà khi các em qua Đà Nẵng ấy, ra Đà Nẵng ấy, thì các em đi ngang qua đường Lý Thường Kiệt, chỗ tòa nhà F-Home thì các em nhìn lên sẽ thấy bảng hiệu của công ty Sun Artificial ở đó, là văn phòng ở Đà Nẵng thì đặt ở tầng 4 của tòa nhà đó. Ừ, sau này có thể là các em sẽ được đi đi tham quan công ty nhà chị Phương nhỉ, thường là các bạn đầu năm các em sẽ được đi đúng không? Ừ. Rồi. Ừ, và chị nhấn mạnh lại nhé, Sinh là một công nghệ một công ty công ty IT, công ty công nghệ thông tin nhé. Rồi, Sonic thì là một công ty công nghệ thông tin và phát triển về mặt về công nghệ phần mềm. Thì và nhân viên ấy, thì đến từ nhiều quốc gia khác nhau, không chỉ riêng Việt Nam, không không chỉ riêng Nhật Bản không, mà đến từ nhiều quốc gia khác nhau nữa. Đây là một vài hình ảnh về văn phòng của Sinh, cho các em có thể hình dung trước. Hai hình ảnh lúc nãy, hai hình ảnh này, hai hình ảnh bên này, bên trái màn hình này là văn phòng ở bên Nhật. Còn hai hình ảnh ở bên phải màn hình này là văn phòng ở Việt Nam. Ở Việt Nam, về thiết kế thì mình ở Hà Nội hay ở Nhật, ở Hà Nội hay là ở Sài Gòn thì cũng ở Đà Nẵng chứ, thì cũng đều giống nhau cả. Các em nhìn vào đây thì các em cũng hình dung được một chút. Sau này khi mà các em đi được được tham quan công ty ấy, thì các em sẽ được trực tiếp tham quan công ty hơn nhé. Được sẽ trực tiếp được. Rồi về những mảng dịch vụ mà Sinh cung cấp ấy, thì như lúc nãy chị có nói đấy, là Sinh là công ty về công nghệ thông tin, và Sinh có ba mảng chính. Đó là thứ nhất là hỗ trợ startup, đây là hỗ trợ xây dựng business mới đấy. Thứ hai là hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tức là mở rộng những kinh doanh sẵn có ấy. Và thứ ba đó là cái này là hỗ trợ tín dụng. Hỗ trợ tín dụng tức là mảng dịch vụ mà chị đang làm, hỗ trợ tín dụng và cũng bao gồm trong đó là cả giảng dạy tiếng Nhật nữa. Đó nên là khi mà lúc nãy bạn nè bạn Tuấn Anh có nói à, thì công ty dạy tiếng Nhật thì cũng không đúng. Nó dạy tiếng Nhật chỉ là một mảng trong số những mảng mà Sinh đang làm thôi. Nên Tuấn Anh nhớ nhá. Tuấn Anh nắm được chưa nào? Các bạn khác cũng nhớ nhá. Rồi. Tiếp theo, ta chỉ cũng giới thiệu qua cho với các em một chút về một số đối tác tiêu biểu mà Sinh đang hợp tác. Ví dụ như Microsoft Nhật Bản này, hoặc là Shopbank này. Có bạn nào biết Shopbank không? Có bạn nào biết không? Lớp mình có bạn nào biết không? Em À, có nhà biết. bạn ở Nhật Bản. Ồ, nhà bạn ở Nhật Bản biết luôn. Bạn nào đi nhỉ? Quỳnh Hải Đăng. Hồi này đang rồi. Nãy giờ là được bốn bạn rồi đúng không? Hôm nay thì vì lần đầu tiên mà gặp được các em cho nên là chị cũng sẽ mát tay một chút, bạn nào rồi cứ tương tác với chị là sẽ có quà nhé. Rồi, cảm ơn Đăng. Đây về Shopbank này, hoặc là ví dụ như là chị tiếp tục nhé. Như Shopbank thì một nhà mạng ở Nhật Bản này, có thể các bạn chưa biết, cũng kiểu giống như là mạng Viettel của bên mình đúng không Đăng? Dạ đúng rồi, đúng với lại Docomo với lại chi nè. Biết Docomo luôn. À, không phải Rồi. nghe chứ. Còn một nhà mạng nữa đúng không? Ok, chị định À, em quên rồi chị. em quên rồi. Chị Phương có biết nhà mạng còn lại là nhà mạng không biết đâu, chị Phương nói ra bạn ấy là nhớ.
À, tự nhiên đồ cổ kỳ cũng quên mất, mà chị nhớ là bắt đầu hình như bằng chữ chữ A thì phải, tự nhiên trong đầu lâu quá rồi không nhớ lắm. Có một em cũng nhớ là có một nhà mạng nữa, nhưng mà bạn ấy biết như thế cũng khá là Ờ biết đúng, khá là rõ rồi tại đó. vì lúc trước là chị dùng Shopee á, với lại cũng hay có bạn dùng NTT Docomo. Cái mạng còn lại chị nhớ là cái logo của màu cam thì phải, mà tự dưng đột ngột quá cho nên cũng quên mất tên rồi. Cũng không nhớ nhớ hai cái thì Ừ. ok. Rồi chị tiếp tục này. Mặc dù là mới sinh up công ty sinh up, mặc dù là thành lập năm 2013 lúc nãy chị giới thiệu, nhưng mà năm 2020 là sinh đã chính thức là IPO trên sàn chứng khoán Tokyo Nhật Bản rồi. Các em chắc là các em cũng biết, tức là không phải công ty nào muốn là cũng có thể được lên sàn được, lên sàn chứng khoán được đâu, tại vì phải có những một số điều kiện nhất định thì mới mới được nhé. Đây. Rồi. Đó là chị giới thiệu qua lại một chút về công ty Sonataris cho các em. Thì qua phần giới thiệu công ty Sonataris này thì chị cũng muốn chia sẻ với các em là công ty Sonataris tại sao là chị, các thầy cô đã giới thiệu rồi mà chị cũng phải giới thiệu lại. Tại vì công ty Sonataris sẽ là công ty mà sẽ đồng hành cùng với các em trong 4 năm học mà các em theo ở trường đại học Bách Khoa này, nên là các em, và chị cũng muốn các em hình dung được là công ty Sonatelic là một công ty như thế nào này, có tiềm lực kinh tế như thế nào, chúng đang hoạt động những lĩnh vực nào, thì các em cũng thông qua đó thì các em cũng cảm thấy yên tâm, cũng tin tưởng được, là cũng tin tưởng được và cũng sẽ sẵn sàng là đồng hành với công ty và với các chị trong suốt 4 năm học tới đây nhé. Rồi, như lúc nãy là chị cũng có giới thiệu rồi, chị cũng cho giới thiệu rồi đúng không? Là Sinh là có ba mảng chính, là trong đó thì có mảng là tuyển dụng, thì chị cũng đang làm trong một mảng hỗ trợ tuyển dụng đó đúng không? Thì cụ thể là công ty Sinh đang hỗ trợ tuyển dụng như thế nào? Thì chị sẽ giới thiệu kỹ hơn ở nội dung tiếp theo đây. Thì đó chính là thông qua dự án xít này. Chị sẽ giới thiệu cho các em nắm rõ một chút ISIC là gì để chị check thử nhé. Chị đối duyệt mấy bạn lớp em, chị check xem là như chị chủ duyệt hết rồi hay là tin nhắn cụ ta. Tôi lúc nãy bạn nào nhắn chị duyệt các bạn lớp em trong lớp nhà như vào rồi đúng không? Chiều 40, bây giờ 50 rồi. Ok, chị không thấy bạn nào đang đang xin vào phòng cả. Rồi chị tiếp tục nhé. Thì đây dự án xí là một dự án, mà dự án giáo dục, đây là một dự án giáo dục nhé, là có tên gọi bên công ty chị đặt tên là xí như thế này. Một dự án giáo dục nhằm đào tạo các nhân tố, các tài năng để cung cấp cho thị trường Nhật Bản. Thì thì nguồn gốc của dự án này là gì? Nguồn gốc của dự án này thì các em nhìn thấy cái slide này, các em có thấy quen không? Các em nhìn thấy cái slide này có chị có thấy quen không? Các bạn có thấy quen không? Có nhớ nhớ là đã nhìn thấy nó ở đâu không? Các bạn nào nhớ là đã nhìn thấy ở đâu không nè? Bây giờ không? Thực ra thì chị nhớ là thầy Morise thầy cũng có giới thiệu rồi, chị cũng nhắc lại thôi. Tiền thân của dự án ISIC này là dự án HESPI do trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với JICA phối hợp tổ chức thực hiện. JICA ở lớp mình các bạn nào biết JICA là gì không nhỉ? À, cô là tên viết tắt của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Ồ, Tuấn Anh đúng không? à. Ồ, Tuấn Anh biết nhiều là đấy. Ok, lần Bằng này thì em cấp trả lời chính xác rồi nhé. Ok, Tuấn Anh đúng rồi. Thì đây là một dự án của chính phủ. Thì ban đầu thì là do JICA với lại trường đại học Bách Khoa hợp tác, nhưng mà sau đó thì JICA rút vốn, thì lúc đó thì Sonatrach kế thừa và vận hành dự án đến bây giờ. Thì các em thông qua đây thì các em thấy là đây là một dự án mà được đầu tư từ chính phủ Nhật Bản, chứ không phải là một dự án mà ở đâu đó mà các em kiểu như là không biết nguồn gốc nó như thế nào, nên là các em hãy yên tâm nhé. Rồi. Rồi thế trong trong dự án này thì có những hoạt động như thế nào? Thì bên phía các chị
Bên phía sân ấy thì có những hoạt động như này. Đầu tiên là hợp tác với các trường đại học hàng đầu để thực hiện hỗ trợ là đào tạo sinh viên cung cấp cho thị trường Nhật Bản. Vậy thì khi liên kết với đây đây là các trường đại học mà sinh đang liên kết thì ngoài các trường nước ngoài thì thôi mình bỏ qua đi. Còn các em có thể nhìn thấy là ở Việt Nam này thì ngoài đại học Bách khoa Đà Nẵng mình thì còn có Bách khoa Hà Nội nhỉ, hoặc là đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, hoặc là ở Sài Gòn còn có. Vậy thì khi mà liên kết với các trường đại học ấy thì sẽ hỗ trợ những gì? Đây là những cái mà Sơn sẽ hỗ trợ cho các em. Đó là những thứ nhất là lớp học tiếng Nhật mà bây hiện tại các em đang theo học ấy, hiện tại các thầy cô đang dạy các em bây giờ là lớp mình học học tới đâu rồi nhỉ? Học tới đâu rồi? Ajime Hajime, đúng rồi. Đây, ở đây là các em sẽ được học, đây là lớp lớp học mà các em đang học thì là do bên phía sân cung cấp. Và ngoài lớp học tiếng Nhật phổ thông này, chị phép gọi là lớp tiếng Nhật phổ thông cho dễ hiểu nhất, thì các em sẽ sau này khi các em lên khoảng năm 2, năm 3 chị sẽ có những lớp học riêng nữa, đó là lớp học tiếng Nhật chuyên ngành. Riêng sẽ có riêng một đội ngũ khác để dạy lớp các tiết dạy về tiếng Nhật chuyên ngành cho các em. Và đặc biệt là đối với những anh chị, những bạn nào mà sau này khi các em học năm 2, năm 3 rồi, các em được có được việc làm, các em được xin giới thiệu và các em có được việc làm, thì sau khi các em có được việc làm rồi thì Sơn cũng sẽ hỗ trợ thêm các lớp học mà bồi dưỡng thêm cho các em nữa, đó là đối tượng riêng nữa, không chỉ còn ngoài cái lớp học mà các em đang học hiện tại đây. Hoạt động tiếp theo của dự án này là gì? Đó là tạo cơ hội việc làm cho các em, giúp cho các em sớm tìm được việc làm khi mà các em còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Thông qua đâu? Thông qua sự kiện thường niên đó, thông qua một sự kiện thường niên có tên gọi là ngày hội việc làm, thì hay còn gọi là job fair. Sau này thì các em sẽ nghe nhiều hơn về từ khóa job fair này, tại vì đây sẽ là một mốc mà sẽ đánh dấu, có thể nói là đánh dấu một bước bước ngoặt khác trong cuộc đời sinh viên của các em. Tại vì sao? Tại vì thông qua ngày hội việc làm này thì các em sẽ đi phỏng vấn, sẽ được công ty nhận vào làm việc sau khi nhận vào sang Nhật làm việc sau khi các em tốt nghiệp nhé. Còn đối tượng thì là tất cả các bạn trong chương trình hệ Việt Nam mình. Vậy thì khi nào thì các em được tham gia, các em lưu ý cho chị cái dòng chữ in đậm nhất ở trong slide này, đó là đầu năm 3, khi các em lên năm 3. Khi các em đã có một nền, khi các em học năm hết năm 1, hết năm 2, các em có được một nền kiến thức cơ bản rồi, sinh vào nhà trường đã giảng dạy cho các em được một kiến thức cơ bản rồi, thì sẽ giúp cho các em đi xin việc làm sớm. Thì cái đây gọi là cơ hội gì chỉ có đối với sinh viên hệ Việt Nhật thôi đấy. Đây thế thì từ trước tới giờ đã có bao nhiêu anh chị nhận được thư mời làm việc của doanh nghiệp rồi, đã có bao nhiêu anh chị đã sang Nhật làm việc rồi, thì các em có thể nhìn lên con số này. Thì ở đây thì chị chỉ thống kê sơ qua thôi là đã có 450 anh chị đã nhận được thư mời tuyển dụng của doanh nghiệp rồi. Và hiện tại trường mình là như chị nhớ nào, hiện tại trường mình là đã có K15, các anh chị khóa K15, tức là trên các em mấy khóa nhỉ, các em là K21 luôn, trên mấy khóa thì hiện tại đã sang Nhật làm việc rồi. Các anh chị K16 thì tuy là chưa qua Nhật được nhưng mà hiện tại cũng đã bắt đầu làm ở Việt Nam, tức là làm việc tại Việt Nam luôn, nhưng mà vẫn nhận lương của Nhật, vẫn hưởng chế độ của Nhật bình thường đó. Tại vì hiện tại thì các em cũng biết dịch Corona đó, chưa các anh chị chưa thể qua bên Nhật được, nhưng mà vẫn các anh chị K16, các anh chị vẫn mà chưa thể sang Nhật về thì vẫn có việc làm, chứ không phải là chứ không phải là không có việc làm hoặc là không qua Nhật được nhé. Các em đừng có hiểu lầm là dịch Covid như thế này rồi không biết làm sao mà mình qua Nhật được, hoặc là nếu mà sau này thì làm sao mình qua Nhật được nhé. Đấy. Khi mà các em học hệ Việt Nhật ấy, thì các em đã có sự hỗ trợ như thế, các em có cơ hội như thế. Nhìn vào những con số mà số lượng mà các anh chị đã sang Nhật làm việc rồi thì các em cũng có thể biết được là mình cũng có cơ hội rồi đúng không? Thế thì các em nên nắm bắt lấy cơ hội này. Tại vì sao? Tại vì khi các em làm việc ở Nhật sẽ có những các em sẽ được có cơ hội trải nghiệm những cái mà không phải khi em làm việc ở Việt Nam.
hay là làm việc ở các nước khác thì các em sẽ đều có được. Thế thì chị sẽ giới thiệu luôn cho các em về cơ hội khi làm việc tại Nhật nhé. Nhưng mà trước khi chị giới thiệu ấy thì chị cũng muốn hỏi, muốn giao lưu với các em một chút. Thì theo các em nghĩ bây giờ các em mới là năm một thôi, nhưng mà thật ra lúc nãy chị cũng thấy có một số bạn cũng khá là hiểu biết về nước Nhật rồi. Thì theo các em thì khi các em sau này các em tốt nghiệp, các em ra trường, các em làm việc ở Nhật thì các em sẽ được những gì nào? Các em sẽ được những gì? Các bạn nào nói thử chị nghe thử xem nào. Lương cao để cao em có hơn. lương cực Bạn cao nào từ từ nhé, bạn nào để em này à, mình ha hãy đăng đang à lại lại đang ok đang trả lời thử chị nghe thử nào. lương cao nè, mức sống cao nè, mức sống tốt này. Lương À, cao, mức bảo sống tốt. hiểm à, bảo hiểm với cả dịch vụ xã hội tốt Có vẻ có vẻ biết khá là chi tiết nha. à, với cả một môi trường làm việc tốt hơn tiếng Việt. Môi trường làm việc tốt nè, khác cũng khá là nhiều. Ngoài ra còn còn gì nữa không nào? Còn được đi Nhật Bản nữa. Ok đúng rồi, tất nhiên ngoài ngoài được đi Nhật Bản, theo em thì có thể đi được ngoài Nhật Bản không? À, được chứ. Được đi du lịch các kiểu như này. Ok, thế có bạn nào bổ sung ý kiến gì không? Đang nói cũng khá là đúng đúng khá là nhiều, có vẻ như đang tìm hiểu khá kỹ nha. Đang biết những thông tin này từ đâu thế? Em tìm hiểu từ năm trước. À, tức là trước khi vào hệ là em đã tìm hiểu kỹ rồi mới vào đúng không? Không biết là các bạn khác có tìm hiểu như đang trước khi vào hệ mình không nhỉ? Rồi. Ok, chắc là sẽ có bạn có, nhưng mà các bạn ngại chưa trả lời, hoặc là có một số bạn là chị biết, chị đoán được ngay, là cũng chị đoán được cũng phần nhiều rồi. Ok, để không làm mất thời gian thì mình đi tiếp theo nội dung tiếp theo nhé. Đây là cơ hội khi làm việc tại Nhật thì chị sẽ chia sẻ với các em một chút. Khi mà các em làm việc tại Nhật thì các em sẽ có những cơ hội gì? Đầu tiên là các em sẽ được trải nghiệm cả về trong công việc và cuộc sống. Công việc như thế này, cuộc sống như thế này. Thế thì cụ thể nó là như thế nào? Cơ hội được làm việc tại một đầu tiên là cơ hội được làm việc tại một nước phát triển. Vì sao lại làm việc tại một nước phát triển? Lại là một cơ hội nào? Tại vì khi mà các em làm việc ở ở một nước phát triển ấy, thì các em sẽ nhanh chóng được tiếp cận công nghệ kỹ thuật mới đúng không? Tại vì ở trên thường ở các nước phát triển thì trên thế giới họ có trên thế giới mà xuất hiện công nghệ nào thì các nước phát triển họ cũng mau chóng họ cập nhật công nghệ đó, và khi các em làm việc bên đó thì các em cũng sẽ được nhanh chóng cập nhật các công nghệ đó. Trên thế giới có cái gì các em sẽ cũng sẽ được cập nhật cái đó. Chắc là những hình ảnh này chắc các em nhìn cũng nhìn trên TV báo đài chắc cũng nhiều rồi đúng không? Thế có bao giờ nghĩ là mình sẽ đặt chân sang những đất nước như thế này làm việc chưa? Có không? Đã rồi giờ Rồi có bạn nào rồi ok. Thế thì chính vì thế mà các em là bạn nào vừa trả lời nhỉ? Đúng không? À, có phải vì lý do đó mà em chọn hệ bị nhập không? là đúng rồi ạ. Ok rồi chị hiểu rồi. Tiếp theo là môi trường làm việc. Khi mà chị hỏi các anh chị khóa trên ấy, lý do vì sao mà các anh chị muốn sang Nhật làm việc thì các anh chị nói là đa phần đều nhận được là đều muốn làm việc ở môi trường làm việc ở bên Nhật. Tại vì sao? Ở bên đó rất là các anh ấy thấy là ở bên Nhật môi trường làm việc họ rất là chuyên nghiệp. Tại vì các em cũng biết là các sản phẩm của Nhật được đánh giá cao như thế nào đúng không? Các sản phẩm khi mà Made in Japan là luôn có một cái gọi là cái ý niệm nó rất là chất lượng. Thì tại vì sao lại họ lại có được một sản phẩm chất lượng như vậy? Tại vì từ cách làm việc của họ mà ra cả. Chính vì thế mà các anh chị khóa trên ấy, thì luôn luôn muốn là thử sang Nhật làm việc để xem thử là ở bên Nhật họ làm việc chuyên nghiệp đến như thế nào mà họ có thể đem lại được những cái sản phẩm mà chất lượng cao như thế.
Cơ hội tiếp theo đó là các em sẽ có cơ hội tiếp xúc được với các công ty lớn, các công ty, các tập đoàn lớn mà không chỉ trong phạm vi nước Nhật mà ngoài Nhật Bản nữa. Ví dụ như các công ty ở đây thì các bạn nào biết một trong số những công ty này không? Em biết rồi, Mitsubishi là công ty sản xuất ô tô Ồ đúng rồi. Còn công ty nào nữa em có biết không? à? Chắc là hết rồi. Suntory chị nghĩ là biết nhưng mà không nghĩ ra. Các bạn đã biết Suntory không? Thế các em biết hãng Pepsi không? Biết không nào? Pepsi thì chắc biết chứ. Có Ở Việt Nam không biết Pepsi nữa thôi. Đúng không? là Biết không? Suntory là công ty sản xuất nước ngọt Đúng đó. rồi. Thì đây là một số những công ty lớn mà đã được xin mời về để phỏng vấn sinh viên hệ Việt Nhật sang Nhật làm việc, vào công ty họ làm việc. Cho nên là khi các em vào sang Nhật thì các em cũng có những cơ hội được vào những cái công ty lớn như thế này nha, những tập đoàn lớn như thế này. Có bao giờ các em nghĩ là mình, có bao giờ các em tưởng tượng là sau khi mình học 4 năm đại học xong mình sẽ vào một công ty thật lớn thật to như thế nào để làm việc chưa? Các bạn nào định, có bạn nào đã tưởng tượng trong đầu như thế chưa? Có chứ chị, có gì Không. rồi không phải có Wow. chứ, công Wow. ty công ty Grab hả? Grab không em không Ồ, em thế thì chị hy vọng rằng khi mà em tham gia vào cái công ty Grab đó là em sẽ tham gia vào cái bên mà bên công nghệ thông phải tin của công ty Grab nhé, chứ không phải là bên vận tải không anh trai phân sáng phối sản phẩm tới tay người dùng để phân phối. học về học hệ Việt Nhật mà vào công ty Grab cũng được, nhưng mà vấn đề là các em làm gì? Là chợ mới nhất Chở người Nhật, chở người Nhật, chở người Nhật ạ. mà trường này nhân chờ gãi là chính. Ồ, bạn BKSK là ai nhỉ? À, các em nhớ này, các em đổi tên mình, đổi tên tài khoản qua tên của mình nhá. Các em để tên khác là chị không biết đường, xíu nữa chị điểm nhanh là sẽ bị thiếu đấy. Nhá. Em số 2 đi chị ạ. Rồi, tiếp theo đó thì ngoài những cái mà chị đã nói ra thì các em còn sẽ còn được có cơ hội làm việc với các hệ thống lớn, được tiếp xúc với các dự án lớn và các kỹ sư hàng đầu. Tại vì sao? Tại vì nước Nhật là một nước phát triển, nó tập ở bên đó là tập trung rất là nhiều về các công ty lớn về công nghệ thông tin, đúng không? Thì các em sẽ được tiếp xúc, sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn khi mà các em ở Việt Nam. Rồi, có cái này có lẽ sẽ gần gũi hơn một chút này, đó là các em sẽ được trải nghiệm văn hóa Nhật Bản. Đã có bạn nào hiện tại các bạn nào vào hệ Việt Nhật và học tiếng Nhật vì muốn sang Nhật để trải nghiệm một điều gì đó về văn hóa Nhật Bản không? Các bạn nào không? Một đứa qua Nhật để ăn sushi vậy? Để ăn sushi cũng là một, một cái đáng thử đấy nhá. Các em ăn sushi ở Việt Nam nó hoàn toàn khác các em ăn sushi bên Nhật. Ăn bò Kobe. Bò Kobe cũng đáng thử. Trải nghiệm cái mức lương bên Nhật. Trải nghiệm mức lương bên Nhật đúng không? Rất là đáng thử. Rồi, thì chị cũng ở khi mà các em sang bên Nhật ấy, thì các em sẽ được trực tiếp là trải nghiệm văn hóa, những nét đặc sắc của văn hóa Nhật Bản luôn, chứ không phải là những cái mà mình được biết thông qua hình ảnh, thông qua các những lời thầy cô nói hoặc là những các anh chị khác nói nữa. Các em sẽ được trực tiếp trải nghiệm luôn, ví dụ như là ngồi ăn uống ra này, các em cũng sẽ được tham gia những lễ hội như thế này chẳng hạn, hoặc là rước kiệu như thế này. Bạn nào khỏe khỏe thì có thể tham gia những lễ hội rước kiệu như thế này này. Hoặc là bạn nào muốn tham gia các hội múa hoặc là nhảy thì có thể tham gia này, hoặc là bạn nào đơn giản chỉ muốn mặc một bộ kimono Nhật chính hiệu thì như thế này. Các em nhìn hình này các em có thấy quen không? Có quen lắm ạ Quen lắm. Thì có đoán ra được là à? Không ai như cô Thảo, Ồ, cô giỏi Thảo nha, công nhận các em giỏi thật đấy chị. Ok, đúng rồi, đây là hình chỉ sử dụng của từ cô Thảo. Cô Thảo cũng có thời gian học tập ở nước ngoài, ở bên Nhật rồi, nên là có gì thắc mắc về Nhật Bản mà không chỉ riêng cô Thảo rồi nhé, các thầy cô lớp trường mình hầu như là đều có một thời gian sinh sống ở Nhật, cả chị Phương cũng vậy, nên là có gì thắc mắc thì các em cứ cứ hỏi nhé, cứ tự nhiên hỏi. Hoặc là những trải nghiệm lúc nãy bạn nào nói ăn sushi đúng không, này đây thì nó là đây, các em có thể trải nghiệm được ẩm thực của Nhật. Và ngoài ra thì ví dụ như trải nghiệm trà đạo chẳng hạn. Tiếp theo thì ngoài văn hóa ra rồi, công việc rồi này, tới văn hóa này, thế lúc nãy hình như là bạn nào nhỉ, Đăng à, Đăng có kể ra các đây là đúng
đang có kể ra một số ý thì đây chính là những cái mà anh đang là nói, tức là các em sẽ trải nghiệm tiện ích của một nước phát triển. Ví dụ như điển hình như là đi Shinkansen thôi, một cái mà ở Việt Nam này các em không thể trải nghiệm được đúng không? Các em sẽ được thử cái cảm giác mà khi mình được vận chuyển, nhưng mà thật sự thì nó các em sẽ không cảm nhận được gì đâu, tại vì nó đi rất là nhanh mà rất là mau chóng mà không hề có một sự rung lắc gì cả. Các em sẽ cảm nhận được một sự mà khi mình đi là mình sẽ không biết là mình được vận chuyển đi luôn ấy. Thì cậu em đợi chị tí nhá, thì chị phải nói lại những bạn mà cho vào bụng mới được, hoặc là đơn giản như là hoặc là đơn giản như là cái máy bán hàng tự động ở trường, ở trường Bách Khoa cũng có, các em chưa vào trường. Ở Việt Nam cũng có đúng không, nhưng mà hầu như các thành phố mới có mà các cũng ít được sử dụng. Ở những bạn mà ở vùng nông thôn một chút thì không có, nhưng mà ở bên Nhật ấy, thì những cái tiện ích như thế này, những cái như thế này nó rất là bình thường. Các em sang Nhật là cái bán hàng tự động là rất là nhiều, kể cả từ vùng thành phố cho tới những vùng nông thôn hiểu lắm thì đều có cả, tại vì nó là điều bình thường ở họ rồi. Và không chỉ bán nước luôn á, bán rất là nhiều cái rất là hay ho và đặc biệt, bán kem rồi bán một số cái mà chị cũng không nghĩ tới là họ có thể bán trên máy bán hàng tự động được luôn. Nên các em cứ thử qua bên đó trải nghiệm thử cho em nhé. Chị chắc thấy số lượng lớp mình tham gia cũng khá khá rồi mà sao nhiều bạn xin đã biết là vậy ta. Rồi có một cái hình ở phía góc phía bên dưới này, có bạn nào đoán ra được nó là gì không? Nhà vệ sinh thông suốt. Ồ, biết cũng khác nhiều chứ nhỉ. Thế nhà vệ sinh trong suốt này là đặc điểm như thế nào? Người ở ngoài nhìn vào thì trong suốt, nhưng vào bấm cái nút gì đấy là nó tối lại. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chị khá là ngưỡng mộ sự tìm hiểu của các em đấy. Nhà vệ sinh ở bên Nhật thì cũng là một cái các em nên thử khi sang Nhật. Không chỉ đến mức trong suốt hay là đâu, mà những cái tiện nghi bên trong nó là cũng rất là đặc biệt. Ở Việt Nam mình hầu như chị chưa thấy, chỉ có những cái chỉ khi nào mà các em vào được các công ty ở Việt Nam á, thì khi nào các em được vào các công ty mà chuyên về sản xuất các thiết bị như này thì các em mới được trải nghiệm luôn. Nhưng mà khi các em sang Nhật thì các em sẽ được trực tiếp trải nghiệm những cái mà ở Việt Nam mình, khi mà các em qua rồi các em không nghĩ là trên đời này nó lại có những cái như thế nữa. Hoặc là trải nghiệm về những về cảnh sắc ở bên Nhật Bản như thế này. Đây là hình ảnh không phải chị chụp ở trên mạng đâu nhé, đây là hình ảnh của một số anh chị ở các anh chị khóa trên của em. Lúc nãy chị có hay nói senpai senpai, thì tức là các anh chị khóa trên ấy là đã sang Nhật và đã trực tiếp trải nghiệm rồi. Thì đây chính là những hình ảnh mà các anh chị ấy đang lên group và chị đã xin phép sử dụng trong cái buổi giao lưu của em ngày hôm nay. Ví dụ như là những cảnh sắc như thế này, ở bên Nhật thì có bốn mùa đúng không, xuân hạ thu đông, thì qua bên đó thì các em cũng sẽ được trải nghiệm được là mùa xuân thì bên Nhật thì ở một nước mà bốn mùa hạ như thế nào, hoa anh đào như thế nào. Mùa hạ thì các em sẽ trải nghiệm được là như anh này ở đi đi hẳn Okinawa luôn, đi đến một địa điểm khác thì trải nghiệm mùa hạ ở bên Nhật như thế nào, mùa thu thì như thế nào, mùa thu lá vàng thì như thế nào này. Mùa thu không chỉ có lá vàng đấy nhá, ở Nhật có rất là nhiều, giống như cao nguyên mà anh sẽ bay đã đi, hoặc là trực tiếp vào mùa đông, cái mà ở Việt Nam mình thì chắc chắn là không được đúng không. Các bạn nào muốn sau này sẽ được đi trực tiếp không, các bạn nào có hứng thú không? Có chứ. Đó. Cố gắng đi nhá. Tại vì học học hệ mình là các em sẽ có hoàn toàn có cơ hội để trải nghiệm những điều này giống như các anh chị ấy đã trải nghiệm rồi. Ngoài những cái trải nghiệm đó thì các em sẽ thu được những kiến thức gì có ích cho tương lai của mình, thì không chỉ khi các em sang lại làm việc thì không chỉ trải nghiệm không mà các em còn có được kiến thức nữa, thì cụ thể đó là gì? Kiến thức về IT. Kiến thức về IT thì vì sao đi học IT này, sang Nhật làm việc, như lúc nãy chị cũng nói là Nhật nước phát triển luôn, các em sẽ nhanh chóng cập nhật công nghệ tin này. Thì ngoài ra thì chị cũng chia sẻ với các em, thì không biết là lớp mình biết hay chưa, nhưng mà các công ty IT ở Việt Nam mình ấy hầu như đa phần đều là các công ty gia công phần mềm, tức là sẽ nhận đơn đặt hàng từ nước ngoài về, từ bên Nhật về hoặc là các nước khác về, rồi họ yêu cầu gì thì mình làm cái đó, tức là kiểu như mình làm thủ công thôi, kiểu như nhân công của bên mình rẻ cho nên là họ nhận mình, họ gửi về bên mình gia công cho nó rẻ luôn.
Còn khi mà các em làm việc bên Nhật ấy, thì bên Nhật có một đặc điểm là có rất nhiều công ty product, tức là công ty sản xuất sản phẩm ra luôn ấy, thì họ sẽ khi mà các em vào công ty đó nhé, các em sẽ được tham gia tất cả các quá trình để đưa ra được một sản phẩm đến với người dùng, là từ A tới Z luôn, các em sẽ đều trải nghiệm qua hết luôn, và các em sẽ học hỏi được cái nguồn kiến thức đó, chứ không chỉ đơn thuần là người ta bảo gì các em làm cái đấy đâu. Rồi tiếng Nhật, lúc nãy như Đăng cũng có nhắc đến đúng không? Khi mà các em sang Nhật nhá, thì tất nhiên tiếng Nhật của em sẽ phát triển hơn rồi đúng không? Tại vì sao? Các em được tận dụng, được sử dụng một cách triệt để trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày, đi tàu cũng nói tiếng Nhật, đi siêu thị cũng nói tiếng Nhật, đi chơi cũng nói tiếng Nhật, đi ăn cũng nói tiếng Nhật. Thì và trong công việc các em cũng sẽ thường xuyên sử dụng tiếng Nhật, thì một điều hiển nhiên là tiếng Nhật của các em sẽ được tăng lên rất là nhiều. Ngoài ra không chỉ vì như thế mà tiếng Nhật của em giỏi lên đâu nhé. Tại vì ngoài ra là các công ty Nhật khi mà đã có nhân viên người nước ngoài vào làm việc, thì họ mặc dù các em đã có một cái bằng cấp, một trình độ nhất định trước khi em vào công ty họ rồi, nhưng mà để bồi dưỡng thêm cho các em thì họ cũng có những khóa đào tạo riêng, những lớp học bồi dưỡng thêm để cho các em có thể giỏi tiếng Nhật hơn. Đó là lý do chính tại sao mà khi các em sang Nhật làm việc thì các em sẽ giỏi tiếng Nhật hơn. Và thực tế thì chị cũng có thấy rồi, có một anh có các anh chị cũng khóa trên mình ấy, là lúc thời điểm mình mới sang Nhật ấy, thì cũng chỉ bằng tiếng Nhật thì cũng đủ đủ chuẩn đầu ra thôi, nhưng mà sau một năm thì các anh chị đã có được ai bằng N1 rồi, tức là đầu ra của lớp mình là N3 đúng không? Thì trước khi sang Nhật thì anh ấy là đã có kịp thời có được N2, và khi qua Nhật nhé, từ cái khoảng cách khi mà các em đừng tưởng tượng N1 là gì ấy, từ vì N1 các em hình dung nó như thế này này, do các em vẫn chưa học được hết là các em vẫn chưa hình dung được, nhưng mà chị mô tả sơ sơ thôi, N1 kiểu như là đối với người Nhật họ cũng còn cảm thấy khó nữa đó, là mà anh ấy anh sang bên Nhật thì anh có thể nắm được N1 luôn. Đó là khi mà các em sang Nhật thì về tiếng Nhật các em sẽ có được cái điều đó. Tại vì sao? Tại vì sao cái bằng tiếng Nhật nó lại quan trọng? Tại vì trong thời buổi hiện giờ thì các em thấy là tiếng Anh cũng khá là bão hòa rồi đúng không? Nếu mà em có tiếng Nhật giỏi thì các em sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều khi mà các em làm trong ngành công nghệ thông tin. Và bằng cấp tiếng Nhật, chứng chỉ tiếng Nhật cũng sẽ là một cái mà nó sẽ ảnh hưởng tới lương của bọn em nữa. Bạn nào xin điểm danh ok nhé. Nhật này hơi nhiều. Ngoài ra thì các em sẽ được trau dồi những kỹ năng mềm, đó là kỹ năng gì? Thứ nhất là kỹ năng làm việc nhóm, và kỹ năng social, tức là kỹ năng báo cáo, kỹ năng liên lạc, kỹ năng báo cáo. Tại vì các công ty Nhật họ rất là chú trọng làm việc nhóm và các kỹ năng báo cáo khi trong công việc. Thì khi các em sang đó thì các em cũng sẽ được công ty đào tạo và rất là bài bản khi mà soi vào công việc, đó là những cái mà các em có thể học được. Rồi thì ngoài ra thì tầm nhìn các em cũng sẽ mở rộng hơn, con đường sự nghiệp của các em thì cũng sẽ được định hướng rõ ràng hơn. Tại vì các công ty ở bên Nhật thường mà chị thấy các công ty mà về tham gia giáo viên của sinh ấy, tham gia ngày hội tuyển dụng của sinh ấy, thì các công ty đều có một cái định hướng rõ ràng dành cho nhân viên là trong giai đoạn nào thì sẽ làm những cái gì, sẽ đạt được những vị trí như thế nào và cụ thể ra luôn. Thì khi đó thì các em cũng sẽ cái bước phát triển của các em, sự phát triển của em thì nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Hoặc là những ngoài ra thì cũng sẽ có những cơ hội được trong sự nghiệp giống như thế này. Khi mà các em sang Nhật làm việc rồi nhá, thì đối với những các công ty ở sân ấy, khi các sân về tuyển em thì công ty sẽ không ràng buộc là các em phải làm với công ty bao nhiêu lâu. Thì các em làm bao nhiêu lâu thì tùy vào các em hợp với công ty như thế nào. Cho nên là khi mà các em ở sang Nhật rồi, các em làm việc, các em tích lũy được kinh nghiệm rồi, nếu muốn các em có thể gắn bó với công ty đó càng tốt, gắn bó lâu dài với công ty đó thì càng tốt. Hoặc là các em cảm thấy không hợp, các em có thể tự mình xin việc ở một công ty ở bên Nhật khác, chứ không 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 nhất thiết là các em phải làm ở một cái mà các em không thích. Đó là khi mà các em làm việc ở Nhật rồi thì các em có một cái đặc điểm đó. Hoặc là khi các em về Việt Nam thì nó sẽ là cái kinh nghiệm mà các em làm việc ở Nhật sẽ là một điểm sáng
khi mà các em trở về Việt Nam để tìm giúp cho các em dễ dàng tìm được công việc hơn, hoặc là giúp cho các em cơ hội lương cao hơn, hoặc là thăng tiến nhiều hơn, hoặc là đơn giản là các em không muốn làm việc ở Nhật, không muốn làm việc ở Việt Nam, thì các em thậm chí các em có thể làm việc ở các nước khác cũng được. Ngoài những cái mà chị đã nói nãy giờ ra thì còn có những cái khác nữa, ví dụ như là lúc nãy cũng có nhắc đến rồi, bạn đang cũng có nhắc đến rồi, đó là lương đúng không, lương cao. Theo các em đoán thì lương tầm cỡ bao nhiêu, khi các em sang Nhật làm việc thì lương tầm cỡ bao nhiêu? 10 đến 40 40 man, 40 man ạ. 40 man trở lên. Ồ, biết biết đơn vị là man luôn hả? Dạ. Man 29. Man 2 cậu xíu. Man 2 cậu. Thế các em kỳ vọng là sau này mình sang Nhật là mình sẽ làm lương bao nhiêu triệu? Bao nhiêu man ạ? 100 man. 100 man, 100 man thế, 100 man à. 100 man thế thì em nào là em đang tính theo tháng hay tính theo năm đây? Tính theo ngày. Theo ngày. Ồ. Thế thì nhiều giờ thế nhiều ngày quá. Thế thì em phải cho được công em phải cho được công ty thấy là năng lực của em như thế nào để có thể nhận được 100 năng của họ nhé. Không, em đi phát lớn gì ạ? Ok cô. Ok. Cái ở đây thì đó chính là lương. Thì khi các em làm việc ở Nhật thì lương đó sẽ cao hơn rất là nhiều khi các em làm ở Việt Nam, đó là một cái điều rất là rõ ràng. Ở Việt Nam thì giỏi lắm được tầm 10 triệu đúng không? Được 10 triệu không? Hả? Việt Nam á, Việt Nam khoảng 5.000 đô. Năm mấy không thôi. Mười mười triệu đơn giản cô, mười 10 triệu một ngày. 10 triệu một ngày. Ô, cái tính ra lớp mình cũng nhiều bạn nhân tài nhỉ. Điêu lương cũng giỏi đấy. Ok, cố gắng nhé. Thì khi cái lương cao thì sẽ như thế nào? Lương cao thì các em có thể tích lũy để làm gì? Các em có thể gửi về giúp gia đình, hoặc là tích lũy vốn cho mình để tạo nền tảng để mình start. Có các anh chị khóa trên mình có rồi nhá, có một số anh chị là đã khi mà chị hỏi là lý do vì sao anh chị ấy muốn sang Nhật làm việc thì anh chị ấy cũng xác định luôn là sau 3 năm làm việc ở Nhật anh ấy chị ấy sẽ trở về Việt Nam và start khởi nghiệp. Ok, hoặc là đơn giản thôi, lương cao thì mình có thể mua sắm những cái mà mình thích, ví dụ như là iPhone 12, 13 gì đó ra rồi, là đối với mức lương bên Nhật thì các em mua được nó là một chuyện rất là bình thường. Hoặc là những thôi mình không nói lương, là nói lương nghe nó giống nó câu dẫn quá. Ngoài lương ra thì các em có thể trải nghiệm được cho tương lai, ở đây là gì, tức là cho chính gia đình của mình, hoặc là đơn giản là các em có thể giống như một lúc nãy cũng có bạn đã trả lời rồi, các em có thể dễ dàng tham quan du lịch ở nhiều nơi. Em chị xem mấy giờ là 2 giờ. Các em có thể dễ dàng đi tham quan du lịch ở nhiều nơi, để chị nói cái ý tham quan du lịch nhiều nơi trước nhé. Tại vì sao? Lúc nãy là chị cũng có nói với các em là ở Nhật có Shinkansen đúng không? Ở ngoài Shinkansen nó còn có tàu điện này, hoặc là hệ thống xe buýt, nói chung là cái cơ sở hạ tầng về phương tiện giao thông của họ rất là phát triển. Các em có thể đi tới tận hang cùng ngõ hẻm nào của Nhật cũng được, đi rất là nhanh. Cuối tuần là các em chỉ cần xách, nếu mà các em thích, các em muốn đi chơi thì các em chỉ cần xách ba lô lên và có thể đi đến những nơi nào mình muốn rồi. Và thậm chí là ở Nhật có, ngoài cuối tuần ra thì ở bên Nhật có rất là nhiều kỳ nghỉ lễ dài, một năm tận 2 3 lần rồi chỉ đó lận. Thì các em muốn đi chơi nó rất là điều dễ dàng. Một cái mà ở Việt Nam chị nghĩ là cũng hơi khó, tại vì ở Việt Nam mình muốn đi du lịch tới thì thứ nhất là phương tiện nó cũng không được mà ấy cho lắm đúng không, không được ổn cho lắm, cũng khá mất khá là nhiều thời gian, chưa kể là Việt Nam mình có một cái là lễ hơi ít nha. Rồi còn cái trải nghiệm cho tương lai cho gia đình là như thế nào? Thì đây chị cũng sẽ giới thiệu luôn. Lớp mình không biết có bạn nào có người yêu chưa Có đều nhỉ? đều người yêu chưa biết là bố con Cười. Có ai có có chú ý không? có bố À đi đúng qua rồi, chị có nghe giọng một bạn nữ nãy giờ đúng rồi, nãy giờ chị toàn nghe bạn các bạn nam nói thôi. Bạn bạn nào có bạn nữ nào lên tiếng cho chị nghe thử xem nào, à, người yêu anh rồi. nghe em đó hả? Thì khi mà các em sang Nhật làm việc nhá, thì bằng của các em là bằng kỹ sư, không phải bằng mà là cái gì nhỉ, visa của em là visa kỹ sư, các em hoàn toàn có thể bảo lãnh người thân của mình sang bên Nhật. Thì ví dụ như khi các em sang Nhật làm việc này, như bạn nào mà có người yêu rồi mà không muốn để người yêu nhà, muốn dắt luôn qua Nhật làm. Chào chị một chút.
Ừ, chị cũng không biết, để mời chị bên khoa tiếng Anh, bên khoa. À, sorry các em, có anh chị nào đi lạc vào phòng chị. Thì chị tiếp tục nhé. Thì có bạn nào mà nếu mà muốn không muốn để nghi ở nhà, băn khoăn lo lắng thì có thể là dắt người yêu sang nhà cũng được. Đó. Đây những trải nghiệm như thế này, hoặc là nó xa hơn thì các em có thể dẫn, khi mà các em có gia đình rồi thì các em sẽ cùng gia đình của mình trải nghiệm cuộc sống ở bên Nhật. Thực ra bây giờ nói thì nghe có vẻ hơi xa vời, nhưng mà cái này là cái mà trước sau gì các em cũng có. Nó chỉ có một cái gọi là khi mà các em có gia đình rồi ấy, các em đưa gia đình, các em cùng gia đình của mình trải nghiệm cuộc sống bên Nhật thì nó sẽ được gì? Tức là tuy là một khoảng thời gian thôi, nhưng mà nó sẽ là một cái gọi là một cái kỷ niệm, mà hoặc là một cái hành trình quý giá mà khi sau này khi các em ở Việt Nam, một trải những cái trải nghiệm quý giá khi mà các em ở Việt Nam, về Việt Nam thì các em sẽ khó lòng mà có được. Còn khi bên Nhật thì các em sẽ được trải nghiệm ra những cái này, gia đình của mình, con mình, vợ mình, chồng mình, thì tất cả là đều được trải nghiệm những cái tiện ích của một đất nước phát triển như thế nào. Hoặc là bạn nào muốn đưa bố mẹ sang Nhật đi tham quan, đi du lịch đều hoàn toàn được nhá. Đây, đây là trải nghiệm với gia đình hiện tại chẳng hạn, còn trải nghiệm trong gia đình tương lai, đó là những cái mà các em hoàn toàn có thể khi các em sang Nhật làm việc thay diện kỹ sư. Đây, đây là hình ảnh một số các anh chị khóa trên đã sang Nhật và đã có gia đình rồi. Đây là những hình ảnh mà chị cắt được từ Facebook của anh chị ấy. Như thế này. Hoặc là những cái đối với dành cho những bạn độc thân thì không chỉ dành cho không chỉ bản thân mình, không chỉ gia đình này, mà bản thân mình còn được trải nghiệm rất là nhiều. Giống như các anh chị này thì thông qua những cái này ấy, chị chỉ muốn nhắn nhủ với các em một điều là các em vẫn khi mà các em thời điểm các em ra trường đúng không, bây giờ thì vẫn còn rất trẻ, và khi ra trường các em vẫn còn rất trẻ, mới chỉ có 22 tuổi thôi. Các em hãy mạnh dạn đi ra ngoài và trải nghiệm nhiều nhất có thể. Tại vì chị cũng đã từng đi, cũng có một thời gian sống ở nước ngoài, cũng sống cụ thể là sống ở Nhật rồi, thì chị cũng đã trải nghiệm rất là nhiều. Bây giờ khi trở về Việt Nam thì chị cũng cảm thấy là không có gì để nuối tiếc cả. Tại vì khi mà mình quay về Việt Nam thì có những cái mà mình đã, những cái mình đã học hỏi, đã trải nghiệm được ở Nhật sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Và tuổi trẻ mà, mình còn trẻ mà, nên là các em hãy bây giờ các em hãy suy nghĩ thử đi, là mình có muốn trải nghiệm giống như các anh chị ở trên đây hay không nhé. Tại vì sao? Tại vì các em đang học hệ Việt Nhật mà, các em đang học hệ Việt Nhật, các em có cơ hội, có sinh hỗ trợ ở phía sau này, các em có cơ hội trong tay thì tội gì các em không thử nhé, đúng không? Thế thì học hệ Việt Nhật thì các em sẽ có được gì mà chị lại nói là các em học hệ Việt Nhật thì các em lại có những cơ hội đó. Thì chị sẽ giới thiệu tiếp trong nội dung tiếp theo đây nhé. Đây, đầu tiên là đội ngũ giáo viên tiếng Nhật. Các em học được 3 tuần rồi đúng không? Thấy các thầy cô bên mình thế nào? Cho chị phát biểu, cho chị cảm nhận trong 3 tuần đầu tiên thì thế nào? Đội ngũ giáo viên dày đặc nhiệt tình quá. Vời chị. Đã chỉ là mới 3 tuần thôi đúng không? Ra thì đây thì không phải là ý kiến cá nhân của chị, mà khi mà chị làm việc với các anh chị khóa trên ấy, cái chị hỏi ấy, thì các anh chị ấy là giờ học nào là giờ học mà các anh chị cảm thấy yêu thích nhất, thì đó chính là giờ học tiếng Nhật. Đó là giờ học mà các anh chị ấy có feedback lại là đó là giờ học mà các anh chị cảm thấy là thoải mái nhất và giống như cái thời cấp ba nhất, tại vì các thầy cô luôn luôn là giảng dạy rất là nhiệt tình. Có thắc mắc gì thì cũng đều giải đáp cả, chứ không phải giống như các giờ học khác. Thì đây chính là mà những đặc trưng mà các em sẽ, đây chính là lợi thế của bài đặc trưng đặc biệt, chính là lợi thế mà các em sẽ có được khi các em đi học hệ Việt Nhật nhé. Các thầy cô sẽ rất là nhiệt tình, chị nhấn mạnh luôn là các thầy cô kể cả người Nhật hay người Việt đều rất là nhiệt tình, cho nên là các em có vấn đề gì thì các em hãy trực tiếp trao đổi với các thầy cô nhé. Vì với lại ngoài ra, ngoài việc giảng dạy tiếng Nhật cho các em ra, các thầy cô cũng có rất là nhiều hoạt động
ngoài việc học tiếng Nhật này, các em sẽ được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi hoặc là các buổi tham quan dã ngoại với các thầy cô, thì sau này thì các em cũng sẽ được trải nghiệm. Còn hiện tại thì các em đang học đúng không? Đang IELTS với Hà Jinem Master đúng không? Cố gắng học. Cái bước ban đầu thì cũng nói chung lúc đầu học thì sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Rồi các em có gì không biết thì các em hãy mạnh dạn hỏi nhé. Tại vì cái mà mình đang có là cái mà những các anh chị khóa trên đã có. Các thầy cô rất là nhiệt tình. Là các bạn nào mà thắc mắc gì thì cứ mạnh dạn hỏi, giống như anh chị này, giống như bạn này, giống như anh chị này, thì các em sẽ được giải đáp rất là nhiệt tình. Ngoài ra thì chị với các thầy cô cũng có một cái trang bay là bay trang Google Japan Wisdom đúng không? Lớp mình có bạn nào chưa follow trang này không? Nếu mà các bạn nào chưa thì các em về follow đi nhé. Tại vì đây là trang mà chị và các thầy cô đã tạo ra để cung cấp thông tin cho các em, và nếu các em có thắc mắc gì các em có thể trao đổi được ở đây nhé. Và các em cũng ngoài các thầy cô ra thì các em còn có một đội ngũ mà đó chính là các chị sẽ hỗ trợ cho các em trong quá trình mà các em định hướng xin việc sau này. Cụ thể đó là như thế nào? Bây giờ là có thể bây giờ là các chị sẽ chưa gặp các em nhiều, tại vì các em chỉ mới năm 1 thôi, thì người sẽ tiếp xúc các em nhiều hơn là các thầy cô. Còn sau này khi các em lên khoảng lên năm 2, năm 3 thì thỉnh thoảng các chị sẽ làm, sẽ có một vài hoạt động hỗ trợ cho các em. Còn khi các em lên năm 2, đặc biệt là khi các em lên năm 2 rồi, thì các chị sẽ hỗ trợ cho các em là định hướng theo công việc như thế nào. Rồi khi các em đi phỏng vấn, đi xin việc, đến thời điểm các em lên phỏng vấn xin việc ấy, thì các chị cũng sẽ cung cấp thông tin, các thông tin của các công ty cho các em, hoặc là hướng dẫn các em viết cái hồ sơ xin việc như thế nào, hoặc là hướng dẫn các em là đi phỏng vấn thì các em cần phải trả lời như thế nào, cần phải có những cái thái độ như thế nào, cách trả lời như thế nào, biểu cảm như thế nào, cách trả lời như thế nào chẳng hạn. Rồi là sau khi các em mà phỏng vấn xong rồi thì các chị cũng sẽ giúp cho các em liên lạc với doanh nghiệp, hoặc là đơn giản là các em sẽ được kết nối với các anh chị khóa trên, giải đáp những thắc mắc hoặc là những khó khăn chẳng hạn. Đó chính là đặc trưng của hệ viện Nhật. Khi mà các em tham gia thì các em sẽ có hai đội ngũ đồng hành cùng các em, đó là đội ngũ giáo viên và TC. Đó chính là lợi thế của các em nhé. Cho nên là trong 4 năm học tới, trước tiên là trong năm 1 này đi, thì các em hãy cố gắng tận dụng hết sức có thể nhé. Có gì không hiểu, có gì thắc mắc thì cứ tự nhiên hỏi, không ngại hỏi các thầy cô thì có thể hỏi chị cũng được, thì các thầy cô và các chị sẽ sẵn sàng đồng hành cùng các em trong con đường mà định hướng nghề nghiệp và trong cả suốt 4 năm học của các em nhé. Được chưa? Nhiệm vụ của các em là chỉ việc học thôi, còn lại là có gì sau này thì các chị sẽ hỗ trợ hết cho các em. Rồi em chỉ còn thế nào. Bây giờ là chị sẽ giới thiệu cái nội dung tiếp theo, đó là giới thiệu về GEU. Thì không biết bạn nào còn nhớ không, trong khi mà chị giới thiệu trong phần buổi ODM với giáo viên ấy, thì chị cũng có nói qua rồi, đó là chị thuộc bộ phận GEU. Thì hôm nay chị cũng sẽ giới thiệu cho các em về bộ phận GEU, tại vì ngoài chị và các thầy cô ra sẽ còn có một số bộ phận khác cùng hỗ trợ các em. Thì chị sẽ giới thiệu luôn trong phần này. GEU là gì? GEU chính là bộ phận đào tạo mà do sinh thành lập ra để hỗ trợ cho các em. Thì đây cụ thể là hỗ trợ những cái gì? Đầu tiên là sẽ là team giáo viên tiếng Nhật đang giảng dạy tiếng Nhật cho các em như bây giờ. Các thầy cô sẽ đồng hành cùng với các em từ giờ cho tới khi các em ra trường luôn. Tiếp theo là team giáo viên tiếng Nhật chuyên ngành. Tiếng Nhật chuyên ngành tức là sau này khi các em đi lên năm 2, năm 3 rồi nhé, thì bên không chỉ có những các thầy cô đang dạy tiếng Nhật cho các em hiện tại, mà sẽ có một những thầy cô khác có kinh nghiệm về bên công nghệ thông tin giảng dạy cho các em về tiếng Nhật chuyên ngành nữa. Cái bộ phận tiếp theo đó là team quản lý sinh viên, tức là các chị là sẽ giúp hỗ trợ cho các em trong hành trình mà xin việc làm. Ngoài ra còn có một bộ phận mà các em sẽ không có cơ hội tiếp xúc nhiều, tại vì đây là bộ phận xúc tiến kinh doanh. Bộ phận này sẽ là bộ phận quyết định là các em sẽ được gặp gỡ, được tiếp xúc với những công ty nào, tại vì đây là bộ phận này sẽ là bộ phận mà sẽ tìm kiếm những công ty ở bên Nhật về phỏng vấn cho các em ấy.
Rồi đây. Khi mà nói về G, nếu mà sau này các em mà nghe về GHU thì các em cũng hiểu đó là bộ phận trực thuộc của chị và các thầy cô trường mình, các thầy cô tiếng Nhật thôi nhé. À, trong GHU thì ngoài ra còn có hai bộ phận nữa, thì các em nhớ được như thế là được rồi. Tiếp theo chị sẽ giới thiệu kỹ hơn một chút về TC, tức là về các chị là TC Group. Thì TC Group thì chị cũng đã giới thiệu rồi đúng không? Không phải là TC, không phải là cái gì nó nghe là từ viết tắt của Talent Consulting Group. Thì các em có thể hiểu nôm na, không cần dịch trực nghĩa, thì dịch trực nghĩa thì nghe nó ghê quá, các em chỉ hiểu nôm na là bộ phận mà sẽ hỗ trợ cho các em trong quá trình định hướng xin việc sau này. Thì team trong TC thì có ba nhóm nhỏ này, nhóm Minite này, nhóm Jaffe và team Nite. Thì lúc nãy chị cũng có, lúc nãy là chị cũng có, à không phải lúc nãy, nói chậm là bị lố rồi, lố lẳng rồi. À, trong cái buổi mà ODN là chị cũng có giới thiệu rồi đúng không? Chị cũng có giới thiệu Minite là gì, Jaffe là gì, team Nite là gì đúng không? Giới thiệu rồi, các bạn nào nhớ không? Các bạn nào nhớ Minite là gì không? Nite là gì không nào? Các bạn nào nhớ không? Ngồi nghe chị nói suốt rồi. Phỏng vấn người Jaffe cơ. Nate là gì nè? À, chị Phương còn join không nhỉ? Chị vẫn còn join em. Đây, Nate là gì thì chị đã giới thiệu cho các em rồi, nhưng mà có thể các em quên rồi. Thì chị sẵn hôm nay có chị Phương cùng tham gia, thì chị cũng sẽ nhờ chị Phương giới thiệu qua một chút về, lúc nãy là cũng sơ sót mới giới thiệu từ phía chị thôi. Bây giờ chị sẽ nhờ chị Phương giới thiệu về chị Phương cho các em nhé, đồng thời là cũng sẽ giới thiệu về Nate cho các em luôn nhé. Dạ, mời chị Phương, nhờ chị Phương nhé. Okay, cảm ơn Sam. Thì chào tất cả các bạn, K21 là tân sinh viên đúng không? Các bạn là khóa mới nhất ở trong cái hệ Việt Nhật khoa công nghệ thông tin. Thì chị tên là Phương, chị cũng thuộc bộ phận GL làm cùng group với chị Sen luôn. Thì chị ở đây các bạn thấy là có 3 team đúng không? Thì chị thuộc team NIT. Thì nói ngắn gọn dễ hiểu đó là hiện tại là các bạn đang trong quá trình học tiếng Nhật nè. Mình học bắt đầu vào đại cương chuyên ngành. Và cái người mà các bạn tiếp xúc để hỗ trợ những cái bước ban đầu cho các bạn những cái thông tin. Bây giờ về sau là các bạn sẽ được những cái gì hoặc là sẽ được hỗ trợ những cái gì, đó là team chị Sang đúng không? Minite. Và khi các bạn lên năm 3, đúng không? Là chị Sang vừa nói là lên năm 3, khoảng tầm tháng 9 thì các bạn sẽ tham gia những cái ngày hội việc làm hoặc là job fair, thì các bạn sẽ gặp gỡ các chị ở trong đội job fair sẽ hỗ trợ cho các bạn. Và chị sẽ là người thuộc team Nite, có nghĩa là cái người mà đứng ở cái cánh cửa tiếp theo sau cái job fair. Nếu mà bạn phỏng vấn và được công ty Nhật nào đó nhận thì welcome các bạn đến đội Nite của chị Phương. Thì khi sau khi các bạn nhận được cái thư mời tuyển dụng của công ty Nhật thì chị sẽ bắt đầu hỗ trợ các bạn cái bước đường tiếp theo từ khi đó cho đến trước khi các bạn đi Nhật. Đó, ví dụ như những cái lớp học dành cho Nite này, những lớp học tiếng Nhật chuyên chỉ dành cho các bạn Nite, hoặc là những cái hoạt động ví dụ như check báo cáo tháng vân vân, những cái đó thì bây giờ chị nói thì còn hơi xa chút, nhưng mà đại khái cho các bạn biết là chị là người đứng ở cánh cửa tiếp theo ở sau chót xe chờ các bạn, cho nên là rất mong sẽ có nhiều bạn vào team Nite của Đà Nẵng nha. Cảm ơn chị Phương. Rồi, cảm ơn Sa. Rồi, các em cũng hình dung được rồi đúng không? Team Nite tức là Nite là những bạn nào mà đi phỏng vấn và nhận được thư mời làm việc của doanh nghiệp rồi thì sẽ vào team của chị Phương. Chị hy vọng là lớp mình sẽ có thật là nhiều bạn có thể sớm gặp được chị Phương nhất có thể nhé. Để các em có thể hình dung rõ hơn về team TC và dự án mà các em hỗ trợ các em thì chị có một cái video này thì các em có thể thắt nghe để các em cùng xem để mình hiểu hơn nhé. Chị các em nghe được chưa? SP là dự án hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Rồi chị xác nhận lại này, các em nghe được chưa nào? Rồi. Nhìn thấy video rồi. Đúng không? Dạ thấy ạ. Ok, thế chị. Ngành công nghệ thông tin và truyền thông được thực hiện bởi sự hợp tác giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA. Chương trình được vận hành thông qua việc sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản
với mục tiêu đảm bảo nguồn chất lượng ngành công nghệ thông tin và truyền thông nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và hòa nhập với nền kinh tế thế giới. Từ năm 2014, công ty Sun Asterix, trước đây là công ty Franza, công ty IT hàng đầu của Nhật Bản tại Việt Nam, vinh dự được tiếp quản HESPI từ tổ chức JICA. Từ năm 2016, Sun Asterix tiếp tục phát triển và mở rộng dự án tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Phenica, Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Để đảm bảo được trình độ tiếng Nhật cho sinh viên theo học chương trình của dự án, Sun Asterix đã xây dựng một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm phụ trách đào tạo tiếng Nhật ngay khi sinh viên còn là sinh viên năm nhất cho đến khi các em tốt nghiệp ra trường. Ngoài ra, Sun Asterix còn thiết lập đội ngũ nhân viên có nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên trong việc học tiếng Nhật và các hoạt động tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản. Đội ngũ với tên gọi TC, viết tắt từ Talent Consulting. Bộ phận TC gồm 11 cô gái năng động, nhiệt tình. TC là đội ngũ có năng lực tiếng Nhật chất lượng cao, đều tốt nghiệp tại các trường đại học chính quy và đã có thời gian du học và làm việc tại Nhật Bản. Dưới sự lãnh đạo của chị Vũ Thị Thu Hằng, đội ngũ TC được chia làm 3 nhóm. Nhóm Minite phụ trách triển khai các hoạt động cho sinh viên chưa nhận được thư mời từ nhà tuyển dụng với mục đích bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiếng Nhật, kỹ năng phỏng vấn và làm việc cho các em. Bao gồm những hoạt động cụ thể như sau. Tiến hành gặp gỡ, trao đổi định kỳ với sinh viên để lắng nghe mong muốn, nguyện vọng, nắm bắt tâm lý sinh viên, từ đó phối hợp với đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy. Tổ chức các lớp học tiếng Nhật định kỳ nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiếng Nhật cho các sinh viên. Tổ chức khóa học bồi dưỡng kỹ năng phỏng vấn, giúp sinh viên trang bị những kiến thức cần thiết khi bước vào kỳ phỏng vấn. Tổ chức các chương trình giao lưu, workshop với sinh viên các trường đại học Nhật Bản nhằm trau dồi kiến thức IT và hiểu biết về đất nước, con người Nhật Bản. Tổ chức các buổi seminar, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Nhật, định hướng tương lai cùng với các anh chị khóa trên và TC. Tổ chức phỏng vấn, trao học bổng từ công ty Sun Asterix cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Nhóm Job Fair cung cấp thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên trong quá trình tham gia Job Fair. Kết hợp cùng team Minite hỗ trợ tổ chức các khóa học bồi dưỡng kỹ năng phỏng vấn cho sinh viên, hướng dẫn, tư vấn cách viết CV hiệu quả khi xin việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản, cung cấp thông tin doanh nghiệp tham gia Job Fair, lên lịch phỏng vấn, hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên khi tham gia Job Fair. Nhóm Minite phụ trách triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên sau khi đã nhận được thư mời tuyển dụng. Hoạt động của nhóm Minite bao gồm những hoạt động sau: hỗ trợ kỹ năng giao tiếp của sinh viên thông qua việc tổ chức hội thoại theo nhóm, hội thoại với người bản xứ; tổ chức các khóa học bồi dưỡng IT và tiếng Nhật, khóa luyện giao tiếp, khóa luyện thi JLPT, khóa training IT tại lab của Sun Asterix; làm cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp, giúp hai bên làm việc và giao tiếp với nhau hiệu quả hơn trong suốt quá trình sinh viên còn chưa tốt nghiệp; tổ chức các buổi gặp mặt thân mật giữa gia đình sinh viên và doanh nghiệp tuyển dụng; hỗ trợ sinh viên các thủ tục xin visa, tư cách lưu trú trước khi sang Nhật. Và từ theo mình là bệnh quý vị và quý vị đang học. Nếu có thời gian thì em hãy tập trung học tiếng Nhật, muốn sang Nhật hay làm bất kỳ điều gì mà tôi muốn làm thế mạnh làm phần vận tải đạn cho các em. Với mục tiêu củng cố các kiến thức và trang bị những kỹ năng làm việc cần thiết, các em sinh viên sẽ được đội ngũ TC hỗ trợ xuyên suốt quá trình từ khi chưa rõ định hướng đến khi sang Nhật làm việc. Cùng với dự án HESPI, đội ngũ TC đã và đang đồng hành cùng các em sinh viên nhằm hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin và truyền thông chất lượng cao tại các trường đại học hàng đầu của Việt Nam.
Rồi video của chúng ta đã kết thúc, đó là giới thiệu về TC. Xem qua video này chắc em cũng nhớ lại được, cũng hiểu rõ được là các chị TC làm gì và sẽ hỗ trợ các em những gì cho nhỉ? Nắm được chưa? Rồi. À, nhân tiện thì chị cũng tua lại một số phân cảnh. Chị sẽ tua lại một số phân cảnh và làm được điều kiện cho workshop có thành tích viên trong tham gia job fair khi xin việc kết hợp cùng team Minite. Sẵn đây thì chị cũng sẽ tua lại một số cảnh mà khi các anh chị khóa trước, khi mà các anh chị đi phỏng vấn xin việc đấy. Đây là hình ảnh mà đang hiện trên màn hình này, là hình ảnh khi các anh chị đã đi phỏng vấn, lúc đó là chưa có dịch thì được phỏng vấn trực tiếp, thì không khí nó sẽ kiểu như thế này. Các em có thể hình dung được mà sau này 3 năm sau nếu mà mình đi phỏng vấn thì mình sẽ như thế nào nhé. Hỗ trợ tổ chức các khóa học bồi dưỡng kỹ năng phỏng vấn cho sinh viên. Đây là hình ảnh trong phòng phỏng vấn. Lúc này chắc là đang làm test của chị nào. Hướng dẫn tư vấn cách viết CV. Đây là khi ở ngoài phòng chờ phỏng vấn. Hiệu quả. Chắc là chị Phương nhìn những sinh viên này, chắc chị Phương sẽ cảm thấy hướng dẫn tư vấn cách viết CV. Chị Phương cũng nhận ra được sinh viên các anh chị có trên không? Tại vì những anh chị này là chị Phương follow hồi trước đấy, chị Phương follow đấy. Vì hiệu quả khi xin việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là khi mà các em đi phỏng vấn. Các thông tin doanh nghiệp tham gia job fair. Đây là lúc mà đã nhận được, khi mà các chị thông báo là bạn nào được đã nhận được thư mời làm việc, bạn nào đã phỏng vấn đỗ rồi. Lên lịch phỏng vấn, hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên khi tham gia job fair. Đây, những gương mặt thân quen của các xem bài của chúng ta, các anh chị có tên của chúng ta. Các em thấy các anh chị đang cầm một tờ giấy đúng không? Đó chính là tờ giấy mà gọi là NIT, tức là tờ giấy cam kết khi mà các em tờ giấy cam kết giữa công ty và các em, khi mà họ cam kết khi mà các em tốt nghiệp xong thì họ sẽ nhận các em vào công ty làm việc. Đó là chính là tờ cam kết này. Đây. Nhóm NIT phụ trách triển tư mời từ người bản xứ tại lab thân mật. Từ khi chưa rõ kiến thức và trang bị, đây là những hình ảnh các kiến thức và trang bị nhất là sẽ ra cái khen đó. Các em sinh viên sẽ được đội ngũ tìm hỗ trợ xuyên suốt quá trình. Nãy là từ khi chưa rõ định hướng sang Nhật làm việc cùng với dự án. Đây là lúc mà anh phiên dịch ảnh giải thích về các nội dung trong tờ cam kết mà sẽ ký nhận các em sang Nhật làm việc của công ty họ. Thì sau này thì các chị cũng sẽ giới thiệu, chị cũng sẽ giới thiệu cho các em chi tiết hơn về job fair sẽ diễn ra như thế nào, mà sẵn nhân tiện ở đây thì chị cũng nói qua cho các em dễ hình dung được thôi nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi vào tiếp theo. Sau khi xem qua những phân cảnh đó thì có bạn nào háo hức là mong muốn mau chóng trở thành sinh viên năm ba để được tham gia job fair không? Các bạn nào không? Có em. Có à? Ôi, chị ơi. Hình như bạn nào mới chị ơi đúng không? Thông qua video này thì chị cũng chỉ muốn các em hình dung rõ hơn về TC, về công việc mà các chị làm và các em sẽ được các chị hỗ trợ những gì. Thì đây, các em chỉ cần nhớ cho chị là bên PVC sẽ có 3 team sẽ đồng hành với các em theo từng giai đoạn. Khi các em mới vào trường cho đến khi các em xin việc thì sẽ là các chị ở team Minite. Rồi khi em đi phỏng vấn sẽ cũng có team, cũng có bộ phận hỗ trợ cho các em. Rồi khi các em phỏng vấn đủ thì cũng sẽ có đơn vị, cũng sẽ có bộ phận, cũng sẽ có người hỗ trợ tiếp cho các em. Cho nên là việc của các em là từ bây giờ là đặt mục tiêu cho mình và cố gắng nhé. Nếu các em có thắc mắc gì thì có thể liên hệ qua các kênh liên lạc như thế này, mail cũng được, hoặc là phổ biến hơn là Facebook cũng được, thì đó là Minate Sanatric. Các bạn giờ thì sẽ ra. Đây chính là chị. Chị sẽ là admin của trang này. Nếu mà các em có vấn đề gì, các em muốn liên lạc với chị thì các em có thể nhắn ở đây nhé. Hoặc là sau này khi các em đi lên trường rồi, các em đi học rồi ấy, thì có vấn đề gì các em có thể trực tiếp sang phòng C102. Bây giờ thì chắc là các em cũng chưa hình dung được phòng đó nó ở đâu như thế nào đâu. Nhưng mà các em cũng chỉ cần nhớ cho chị là ở trường thì cũng có một phòng mà chị đang ở đó, và các em có thể có vấn đề gì thì các em có thể vào đó nhé. Hỏi chị nhé. Đúng rồi, đây này. Cô Ngân à. Cô Ngân vào từ lúc nào?
Công Anh có nhắn nhủ đúng không? Các em cũng đọc rồi đúng không? Bốn anh K15 này có anh An nhận được bốn, được bốn công ty chọn luôn. Đợt đó Công Anh đi theo các bạn này được ra Hà Nội nên Công Anh biết. Một là, tức là các em tưởng tượng tức là một mình ảnh mà được bốn công ty đồng thời nhận là sẽ sang nhận anh ấy để sang nhận anh ấy sang nhận làm việc ấy, nhưng mà anh ấy chỉ có thể chọn một thôi đúng không? Nên là các em cũng cố gắng nhé. Em này cho một công ty làm gì nè? À, làm việc thẻ đó. Làm gì thẻ công ty nào sẽ chất thẻ có cái cô chất lợi được trong tương minh khi nào bạn bao trước cô dành từ sáng đi. Vậy là bây giờ em này đang ở Nhật và như sáng không được tầm 2 năm á, nhờ. Và bây giờ đã có bằng N1 rồi. Vậy là đã vào rất là vào rồi đúng không? Rồi ok. Chúng ta đi tới nha, nội dung tiếp theo nhé. Rồi, tiếp theo đây thì chị sẽ giới thiệu cho các em về lịch trình 4 năm học. À, 4 năm học này các em sẽ có gì? Sẽ được tham gia những gì? Thì đầu tiên khi các em đang là sinh viên năm 1 thì chị sẽ có seminar đầu năm cho các em đúng không? Đây là chính là buổi giao lưu ngày hôm nay của chúng ta. Thì đến gần cuối năm ấy, thì sẽ có một buổi giao lưu nữa, một seminar nữa về nội dung khác. Và khi mà sau hoặc là sẽ có chương trình giao lưu dành cho các em đối với các anh chị phát triển hoặc là những người mà có kinh nghiệm làm trong ngành IT. Khi các em lên năm 2 thì cũng các chị cũng sẽ có những hoạt động phù hợp sẽ hỗ trợ cho các em. Nhưng các em lưu ý cho chị cái này, cái hai mốc này. Cái thứ nhất là chương trình học bổng của sinh. Thì hôm nay thì chị chưa giới thiệu với các em, nhưng mà các em chỉ cần nhớ cho chị là các em lên năm 2 hoặc là tầm năm 2 hoặc là năm 3, sớm nhất thì cũng muộn nhất là năm 3 nhưng mà là tầm năm 2 thì các em sẽ có sẽ được tham gia chương trình học bổng mà do sinh tổ chức với giá trị giải thưởng rất là cao. Trước đây, nếu mà trước đây thì tổng giá trị học bổng là sẽ là lên tới 40 triệu đồng. Còn một mốc thời gian mà chị muốn các em lưu ý nữa ở đây đó chính là đây năm 3. Các em đoán thử. À chắc cũng không cần đoán nha, lúc nãy chị cũng có giới thiệu rồi. Đây đúng không? Là khi các em lên năm 3 rồi, các em sẽ được tham gia job fair. Tức là được đi phỏng vấn xin việc đấy nhá. Các em sẽ được tham gia được phỏng vấn xin việc với các công ty ở bên Nhật chứ không phải là các công ty ở Việt Nam. Các em sẽ được phỏng vấn các công ty bên Nhật và phỏng vấn xong thì khi mà họ nhận các em vào ấy, thì sau khi các em ra trường các em sẽ được sang Nhật làm việc nhá. Đó, đây là cái mà chị muốn các em lưu ý. Và từ bây giờ thì hãy đặt mục tiêu cho mình là học hành thật tốt, học IT thật tốt, học tiếng Nhật thật tốt để lên năm 3 mình có thể giống như các anh chị lúc nãy là được tham gia job fair và được công ty nhận vào làm việc sau khi sau khi mình tốt nghiệp mình ra trường thì mình có công ăn việc làm luôn, mình không cần phải phải đắn đo suy nghĩ là mình phải vào công ty nào rồi tình hình như thế nào, là tình hình corona như thế này thì không biết có xin việc được hay không, thì đó thì các em không cần phải lo lắng như thế nữa. Và chị cũng chia sẻ luôn một chút là lý do vì sao mà các em lại phải xin việc sớm như vậy, tức là mới năm 3 thôi đúng không, mới năm 3 thôi mà đã đi xin việc rồi. Thì các em đang học hệ Việt Nhật đúng không? Cho nên là chúng ta cũng sẽ xin việc theo kiểu Nhật, tức là theo văn hóa Nhật luôn. Ở bên Nhật ấy thì các bạn mà sinh viên là thường sẽ khi đến năm 2, năm 3, năm 2 là các bạn ấy đã bắt đầu thực tập rồi nhá. Năm 2 là đã bắt đầu thực tập rồi và năm 3 là bắt đầu đi xin việc. Còn nếu mà đợi tới khi ra trường mới cầm cái bằng và cầm hồ sơ đi xin việc thì lúc đó là đối với người Nhật là khá là muộn rồi. Cho nên là các công ty công ty bên Nhật họ cũng về tuyển sớm hơn, cho nên là các em cũng có cơ hội nhiều hơn. Các em hãy đi coi đây là cơ hội nhất chứ không phải là cái gì khó khăn. Các anh chị khác ở trên khóa trên làm được thì các em chắc chắn cũng sẽ làm được, đúng không nào? Nếu mình làm được không nào? Tao chị nghe thấy không nào? Làm được không? Được rồi. Cảm ơn. Các bạn không đúng không? Cố gắng lên nhá. Tại vì các em có sân đứng phía sau làm hậu thuẫn. Các em lưu ý một điều này, khi các em gia nhập thì có bất kỳ vấn đề gì thì sinh cũng sẽ hỗ trợ cho các em, nên là các em hãy yên tâm. Hậu thuẫn từ khi bây giờ luôn đúng không, bây giờ em học tiếng Nhật cũng có sinh tài trợ tiếng Nhật này hướng dẫn cho, cũng có sinh khi sau này các em xin việc sinh cũng có các chị là hỗ trợ cho các em
đến tận sau này luôn nha. Việc của các em bây giờ chỉ là cố gắng học thật tốt nhé. Tổng kết lại nội dung của chúng ta ngày hôm nay thì chị qua buổi này thì chị muốn các em hình dung được là Sân là công ty như thế nào và Sân có đặt Sân là công ty như thế nào, tức là vì sao vì Sân là đơn vị hỗ trợ đồng hành cùng các em rồi, và dự án mà các em đang, chương trình mà các em đang theo học là thuộc dự án nào, là đó là một dự án của chính phủ và có nguồn gốc từ của chính phủ Nhật Bản với một cơ quan hợp tác quốc tế. Và đây, và học hệ Việt Nhật thì các em có những lợi thế gì, sẽ khác gì đối với những hệ khác? Học hệ Việt Nhật thì các em sẽ có các thầy cô hỗ trợ cho các đồng hành của em từ bây giờ cho tới khi các em ra trường luôn. Ngoài ra còn có các chị TC sẽ hỗ trợ định hướng sinh viên cho các em, mà khi mà các em đi phỏng vấn nhé, không chỉ chị mà các thầy cô nữa cũng sẽ tham gia hỗ trợ cho các em đi phỏng vấn, cho nên sẽ giúp đỡ các em hết sức có thể. Thế là các em bây giờ các em phải cố gắng học tập thật tốt, rồi sau này khi đi phỏng vấn thì các chị sẽ hướng dẫn tiếp nhé. Và bộ phận người ưu là gì, ai là những người mà đang hỗ trợ các em, và trong 4 năm học thì các em sẽ có những lịch trình tham gia như thế nào, đó là những cái mà chị mong là buổi ngày hôm nay thì các em sẽ nắm được. Rồi. Tới đây thì có bạn nào có gì muốn hỏi không? Thời gian còn cũng khá là nhiều. Bạn nào có gì muốn hỏi không ạ? Ôi cô. Phỏng vấn là mình phải ra Hà Nội phỏng vấn hay là phỏng vấn ở đây cô? Hồi trước khi mà offline thì các em phải ra Hà Nội phỏng vấn. Tại vì các công ty họ sẽ trực tiếp về từ bên Nhật, họ bay qua và họ chỉ ở một địa điểm thôi, là họ ở Hà Nội. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ là tình hình là dịch corona rồi, là các em không phải đi đâu cả, các em có thể phỏng vấn tại nhà hoặc là các em lên văn phòng của Sinh ở Đà Nẵng các em phỏng vấn nhé. Cho tới bây giờ là các em vẫn còn 3 năm nữa thì chị cũng không dám chắc được là các em sẽ có sự thay đổi như thế nào, nhưng mà trước mắt là các em sẽ lên Sinh, lên văn phòng của ở Đà Nẵng phỏng vấn này. Còn nếu mà các em phải ra Hà Nội nhé thì Sinh sẽ tài trợ chi phí máy bay và nhà ở cho các em sẽ được ở khách sạn 3 sao đàng hoàng, chứ không phải là ở nhà trọ bệnh nhân đâu, cho nên các em đừng lo. Còn đi lại cũng có Sinh hỗ trợ, giống như cô Ngân lúc nãy cũng có nói đúng không cô Ngân? Đợt đó là cô Ngân có đưa các anh chị khóa trên đi rồi đúng không? Ừ, đợt đó năm mẹ nhờ, không biết bao nhiêu rồi, 2019 nhờ. 2019, tầm cả 2019. Tầm tháng 7 tháng 8 thì cũng không nhớ nữa. Nhưng mà nói chung là các bạn ấy với cô là sướng lắm. Chỉ có việc là treo lên xe, thậm chí cái chi phí mà di chuyển từ nhà các bạn ấy mà lên sân bay ấy kia và ngược lại ấy, cũng được Sân tài trợ luôn. Cứ thế mà cứ nói chung là cứ xách vali lên và đi ra ngoài kia thôi. Và có cái khách sạn các bạn ấy lưu trú thì cũng rất là gần cái trụ sở chính của Sân Hà Nội, và các bạn biết là Sân Hà Nội không có phải là nhỏ đâu, nó tầng 2 tầng và nó ở cái tòa nhà Cang Nam, cái tòa nhà hiện đại bậc nhất của Hà Nội luôn á. Mọi người và cô lên đó cô cũng bị lạc, bị lên không về lên được. Nên là mọi người cứ yên tâm đấy, cứ nói chung là bây giờ cứ học thôi nhá. Các em cứ yên tâm, dù là các em phỏng vấn ở Đà Nẵng, tại nhà hay là ở Hà Nội thì yên tâm là có chị và các thầy cô sẽ hỗ trợ cho các em hết sức. Sân cũng sẽ không bắt các em phải chịu một cái chi phí nào khi mà các em tham gia phỏng vấn cả. Cho dù đó là cái chi phí đi lại để các em phỏng vấn, Sân cũng không bắt các em phải chi trả nhé. Rồi, có bạn nào muốn hỏi gì nữa không nào? Chị ơi, cho em hỏi với. Em thấy ở trong không chơi đến đào tạo ngay công nghệ tin tức tầng cao nhất của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là đào tạo kỹ sư về 5 năm. Em thấy chị ở đây nói chỉ có 4 năm thôi sao chị? Này là học hệ 4 năm đúng không? Rồi cái này để cô giải thích thêm nhá. Cái này chắc là cái hệ của các bạn hệ từ K20 trở đi á, thì vào lúc tâm 5 3 các bạn sẽ có một sự lựa chọn. Một là hệ 4 năm các bạn sẽ dừng lại và các bạn sẽ ra trường, thì các bạn sẽ ra trường với cái tấm bằng gì đó nhá. Còn hồi năm tới 5 3 thì các bạn sẽ có một sự lựa chọn là mình tốt nghiệp và mình sẽ học thêm 1 năm nữa, tức là hệ 5 năm. Những tất nhiên cái tiêu chí mà ra trường của hệ 4 năm và hệ 5 năm thì khác nhau. Về mặt kỹ thuật thì cũng không có rõ, cái đó mọi người sẽ xác nhận với thầy chủ nhiệm cũng như là nhà trường. Nhưng về mặt tiếng Nhật thì hệ đối với hệ 4 năm sẽ là bằng N3, đồng thời tốt nghiệp cả cái và đồng thời lấy được hệ cái chỉ của tiếng Nhật đúng không? Còn hệ 5 năm đối với tiếng Nhật sẽ là N2.
được chưa? Và chỉ là sự gặp nhau giữa cái hệ bộ năm hệ năm năm liên quan đến chủ nhật. Còn lại về cái mà cũng đào tạo IT thì mọi người cố gắng liên hệ với thầy chủ nhiệm để mà hiểu rõ hơn nhé. Đúng rồi đó, cô Hương nói là chị cũng nhớ ra rồi, đúng rồi. Được chưa nào? À, bạn bạn nào vừa hỏi câu đó thì đã thỏa mãn chưa nào? Rồi. Để tuyển em đi học hệ 4 năm hệ 5 năm đây. Có muốn năm 3 với cô 5 năm không? Chưa biết là em suy nghĩ chưa biết là thế mọi người cứ suy nghĩ nhá. Đó, mọi người cứ tất nhiên là bây giờ mọi người cần phải nắm thật rõ cái thông tin. Đó, cái hệ này mình học 4 năm mình được cái gì, hệ 5 năm mình sẽ học được cái gì nhá. Để mà để tôi xác định cái lộ trình sắp tới của mình nhé. Rồi, các bạn nào có câu hỏi gì khác nào, rất là hiếm có cơ hội nào mà mình có thể được giao lưu nhiều như thế này nên là các em cứ mạnh dạn hỏi đi nhá. Mọi người hỏi đi nhá. Hôm nay không hỏi cứ mất là mất quên lời kêu cô ấy. Hỏi đi, tranh thủ cơ hội nhá. Ôi cô. Ơi, ơi, cô ấy. Em hỏi đây, ông hỏi trước đây. Ông hỏi trước đây. Lần lượt từng nói nè. Tập ở ví dụ tập ở sân đó thì có vị trí. Ủa sao đoạn này mạng nó bị sao ta? Nó nghe được không ạ? Em ơi, bạn nào nói thì nhà cô không nghe gì cả, cô nghe mới tới cái chữ chủ vị trí thôi. Alo. cô dạ, nghe, cô nghe. Là thực tập ở sân thì có những vị trí nào thì cô nhỉ? Vị trí thế nào? Thực tập à? Dạ. Thực tập ở đấy có nghĩa là thực tập theo kiểu gì nhỉ? Tại vì trong khung chương trình của mọi người á, chương trình hệ 4 năm sẽ có một cái thực tập bắt tính, thực tập tốt nghiệp đúng không? Thực tập tốt nghiệp bắt buộc nó sẽ diễn ra vào đấy hệ 4 năm, nó sẽ diễn ra vào kỳ 2 của năm 4 nhá. Kỳ 2 của năm 4 tức là kỳ học số 8 ấy. Thì cái đó tính chỉ là sẽ bắt buộc rồi. Còn lại nếu như mọi người mà mọi người nhớ là khi mọi người thực tập sớm mà sẽ có một cái lợi ích của mọi người rất lớn khi mà đi xin việc. Thế nên là ví dụ mọi người chủ động tìm công ty thực tập. Tìm công ty thực tập nhá. Thường thường thực tập ở Đà Nẵng á thì có rất nhiều công ty được tuyển thực tập sớm. Tuy công ty có công ty là yêu cầu kinh nghiệm, có công ty là không yêu cầu kinh nghiệm. Nếu như là yêu cầu có kinh nghiệm á thì là sẽ cho mình vào và làm một bài test nhỏ nhỏ, mình qua cái bài test đó thì họ sẽ cho mình vào thực tập, ok chưa? Và thì cái này mình sẽ chủ động mình đi làm nhá. Tuy nhiên ví dụ như trong cái trường hợp mà mọi người đầu nái tê sớm nhá, mặc dù các bạn chưa đi thực tập hoặc là thực tập ở đâu đó thì mình không rõ, nhưng mà các bạn đầu nái tê sớm thì ví dụ ở công ty nái tê công ty các bạn mà đầu rồi á, họ yêu cầu các bạn là phải hiểu về cái ngôn ngữ này này, hoặc là phải biết về cái khóa học này này, hoặc là phải thành thạo ở cái Ruby chẳng hạn á, thì công ty sẽ có quyền yêu cầu về sân hỗ trợ các bạn học cái đó. Đó chính là cái lợi ích khi các bạn lấy nái tê sớm. Thực sự khi mọi người lấy nái tê sớm, cái lợi ích của mọi người cực kỳ nhiều, đó là sẽ được hỗ trợ về mặt kỹ thuật lẫn về tiếng Nhật. Tiếng Nhật phải đảm bảo cho sao mọi người lát tốt nghiệp ra trường là một, đồng thời ví dụ công ty yêu cầu N2 thì cũng phải hỗ trợ cho mọi người làm sao mà đầu N2 đó. Và IT ví dụ công ty nó yêu cầu CSAT chẳng hạn, đúng không, hoặc là PHP chẳng hạn, thì cũng phải đảm bảo cho mọi người đã làm sao là phải biết được cái CSAT và PHP trước khi qua Nhật làm việc. Đó là chính là cái ưu thế khi mọi người lấy nai tê sớm, ok chưa? Đồng thời ấy, khi mà mọi người đi thực tập tốt nghiệp, thì tốt nghiệp bộ chị hai chị như nào ở kỳ hai kỳ 2 năm 4, nếu như mọi người có nai tê rồi ấy, thì mọi người sẽ mặc định vào sân thực tập và có lương nhá, lương cao đang cả cái và có lương nhá. Còn lại ví dụ mọi người không có chưa có nai tê thì mọi người sẽ từ xin nhá, các trên bao sân xin cũng được, nhưng vậy từ xin nhá, hiểu chưa, chứ không phải là mặc định nhá. Rồi và chính là cái lời thế khi mọi người lại nói cái sớm nhá. Đang có ý định đi thực tập à? Dạ. Em định khi nào em đi thực tập? Dạ, càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt, tức là em đã có nền tảng trước rồi hay sao? Dạ, em cũng chưa biết em có nền tảng hay chưa, nhưng mà em cứ coi là cứ mình dàn đi tìm đi. Và mặt khác á, bao tâm mình đi khóa công thi cho ta đúng chia sẻ thì phải tầm tầm 2 năm 2 đúng không, tầm năm 2 cái lịch cụ thể chưa biết, nhưng mà 2 năm 2 thì chắc chắn là tuyển sinh cũng sẽ tuyển các bạn một cái khóa học làm web, hoặc là cho các bạn thực tập cho những cái dự án mà sinh đang làm đó, thì cái đó gọi là
gọi là những cái hình việc làm mà nó đang áp dụng với anh chị các bạn là K19 nha. Rồi nên là mọi người tất nhiên đang cử đi cho xin cử chủ động nhất đi thực tập được. Rồi đang cảm ơn cô. Đang với lại bạn nào trong lớp mình á, nếu mà muốn xin vào xin thực tập ấy thì đến thời điểm các em muốn vào thực tập, để cho bạn này cứ gọi ta. Nếu đến thời điểm mà các em muốn xin vào xin thực tập thì các em có thể liên hệ với chị để chị hỏi giùm cho. Nhưng mà chị thực tập ở sân không phải, nếu mà các em đi thực tập mà không phải cái thời điểm mà theo nhà trường quy định ấy, thì các em phải phỏng vấn giống như một bạn bình thường muốn phỏng vấn thực tập thôi, và sẽ có lương nếu mà các em vượt qua phỏng vấn đó. Còn cái thời điểm sau này nếu mà các em đi thực tập để được tốt nghiệp ấy, thời điểm quy định của nhà trường ấy, thì lúc đó thì các em không phải phỏng vấn cũng, nhưng mà cũng sẽ không có lương. Còn nếu mà em muốn thực tập sớm để có kinh nghiệm thì các em có thể liên hệ hỏi chị thử nhá. Okay. Rồi các bạn nào muốn hỏi gì nữa không nè? Dạ thưa cô, cho em hỏi là giữa kỹ sư với cử nhân thì lương có gì đó khác biệt không cô ạ? Lương của kỹ sư với cử nhân à? Dạ, ý là học 4 năm, học 5 năm ra trường lương nó có khác biệt gì không? Cái này chắc là cô nên chịu. Tại vì á, lần đầu tiên trong trường mình có cái này đúng không? Đúng rồi, tức cả 20 là mới có. Với mặt khác á, nên là khi mức lương, mức đầu vào của nó còn quyết định cực kỳ rất nhiều thứ, chứ không phải chỉ đến cái tầm bằng không. Ví dụ cô có bằng thạc sĩ, nhưng mà ví dụ cô đi xin mà năng lực của cô cũng không là gì, chắc chắn là cô không cao rồi. Đó, nên là mà có tùy thuộc vào những cái yếu tố khác nhau nữa. Em đó, muốn dựa, có lẽ là bạn ấy muốn dựa vào lương để quyết định là học 4 năm hay 5 năm. Cô nghĩ là em kết hỏi cả cái chủ nhiệm, họ thầy Tuấn á. Họ thầy Tuấn sẽ tư vấn cho em rõ ràng hơn nhé. Cái này em hỏi thầy rõ ràng hơn. Còn từ phía chị ấy, thì chị có thể trả lời như thế này. Tức là khi mà các em đi phỏng vấn thì lương của em như thế nào nó sẽ phụ thuộc vào năng lực của các em, chứ không phụ thuộc vào bằng. Thường thì cái công ty nhận nhá, họ cũng không để ý bằng cấp lắm. Họ chỉ coi để tham khảo thôi. Tham khảo ví dụ như là bằng các em tham gia các cuộc thi khác ở bên ngoài, họ chỉ coi để tham khảo xem là các em cái độ tích cực của các em trong việc học hỏi IT nó như thế nào thôi, chứ còn nó sẽ không quyết định lương. Còn ngoài ra thì chỉ là nếu mà thì tốt thì các em sẽ có được câu trả lời mà nó sẽ rõ ràng hơn nhé. Đồng thời á, cái thời điểm các bạn tham dự Sophia sẽ là kỳ 1 của năm 3 đúng không? Lúc đó đã có gọi là chưa có bằng gì hết đúng không? Đó, và lúc đó họ cũng sẽ mặc định là mình đang là sinh viên năm 3 này. Họ sẽ xem xét con người mình như thế nào rồi quyết định tuyển chọn mình. Và họ sẽ xem xét là mình có phát triển được hay là không, tức là mình có từ thời điểm quyết định IT là năm 3 cho tới khi mọi người ra trường có phát triển hơn là không. Đó. Rất là nhiều yếu tố luôn, nên là về mặt kỹ thuật thì em cứ tham khảo, nên mặt thầy Tuấn nhá, thì quyết định hết. Rồi, các bạn đang hỏi gì nữa không ạ? Dạ, bên xin là làm nhiều về web hay là làm nhiều về phần mềm không? Bên xin chủ yếu là gia công phần mềm. Gia công phần mềm tức là nhận đơn hàng từ bên Nhật, hoặc là khách hàng ở các nước khác về gia công phần mềm. Còn ngoài sân ấy, thì ngoài sân đó là sân Việt Nam, còn sân ở Nhật Bản thì sẽ có rất là nhiều mảng và nhiều ngành nghề, tức là sân Japan ấy, sau này các em sẽ nghe đến là sân Japan. Thì sân Japan thì có rất là nhiều mảng và cũng tuyển nhân viên mình, cũng tuyển sinh viên của mình, tức là cũng tuyển các em ấy. Và sân Japan mặc dù là đào tạo tiếng Nhật cho các em đúng không? Nhưng mà sân tuy là đào tạo tiếng Nhật cho các em, nhưng mà sân gia bang muốn tuyển cho các em thì cũng thông qua hình thức là phỏng vấn giống như các công ty khác. Em hỏi là với mục đích gì nhỉ? Muốn vào sân hay sao? Ý là em học được cái hai nhưng mà không biết đi theo hướng nào. Mà cái là đi tập trung theo hướng nào. Là sao hiểu nhỉ? Tức là em muốn định hướng sau này em đi theo web hay là đi theo app hay là đi theo gì đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cái đó thì phải đi theo cái sở thích của em với năng lực của em ấy chứ. Chứ ví dụ như em làm app mà sân nó làm nhít lòng gắt thì em cũng không vào à? Rồi, cô Bạch cô nói thêm nào.
Công ty mà về giáp phê á, là có đủ các thể loại luôn. Em cứ yên tâm. Em cứ tìm ra cái sở trường của mình nha. Rồi em tham dự phỏng vấn thôi. Còn lại ví dụ em muốn app thì cũng có công ty tuyển app. Em muốn web, muốn front end hay back end gì đó, em cũng có công ty tuyển về front end back end. Hoặc là thậm chí những công ty nó tuyển về gọi là đặc thù AI á, thì làm cái này khó đúng không? Mang tính tiện nhất đúng không? Thế nhưng mà cũng rất là nhiều công ty nó tin tưởng sân và nó về tuyển dụng. Điển hình là Toshiba này, Mitsubishi này, nghe hết chưa? Nó tuyển về làm những cái phần hệ thông minh trong thể kế phần mềm thông minh trong cái sản phẩm của họ đó, thấy chưa? Chị đoán chị đoán ý đồ của Hiếu khi họ có hỏi này là tức là bạn ấy không biết chọn mảng nào, cho nên là bạn ấy đang hỏi xin làm mảng nào để bạn ấy theo mảng đó. Thực ra thì bây giờ là mới năm một thôi, em cứ học tập đi. Trong quá trình học tập thì em thử nghiên cứu và tìm hiểu thêm xem nữa là hai cái đó mình mạnh hơn ở cái nào và mình thích hơn ở cái nào thì em hẳn chọn theo và theo đuổi nhé. Còn cả hai cái đó thì sau này cơ hội công việc của em là đều có rất là nhiều nhé, được không? Ok rồi, các bạn nào muốn hỏi gì nữa không nào? Thế tạm Rồi, thời mọi người dạ em cô hỏi ơi, đi. Em hỏi đi, hỏi đi. ví dụ như là mình đậu phỏng vấn thì mình được vào team IT đúng không cô? Đúng rồi, Còn nếu mình trượt phỏng vấn thì mình có cơ hội khó không ạ? có chứ, các em sẽ chị sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các em cho đến khi nào mà các em nhận được thư mời tuyển dụng và vào được team IT thì thôi. À, dạ Ừ, vâng. quan trọng là các em, nếu mà các em lỡ có rớt, các em cũng đừng có buồn, đừng có lo lắng gì hết, mà các em phải tiếp tục cố gắng. Là sau này các em đổ rồi, khi mà định cố gắng đến khi nào các em đổ rồi thì các em vào team IT thôi. Các chị và các thầy cô không vì các em rớt mà là bỏ rơi các em rồi nhé. Dạ đúng rồi ạ. Ừ, cái quan trọng là đi phải chuẩn bị tinh thần là sẵn sàng chiến đấu với sẵn sàng tham gia các cái cuộc chấp nhận nhé. Cơ hội các bạn là sẽ không giới hạn ý, không giới hạn nhé. Không phải là đúng phải tháng 9 năm năm 3 đi phòng bệnh là tất cả mọi người đều đầu đúng không? Không có phải như vậy. Nếu như vậy thì tất cả mọi người đều có việc làm mà đúng không? Thế nên là cố gắng ha, qua một lần nhập về mình tích lũy được một, ví dụ trở ra thì mình sẽ tích lũy được những cái kinh nghiệm và mình rút kinh nghiệm ra. À vì sao mình rút ở cái chỗ đó, mình có thể chỗ nào để mà mình tích lũy và mình tham chiếu cho tiếp theo nhé. Rồi các bạn đã hỏi gì nữa không? Ôi cô, Ừ ơi nhưng mà mình đi xong rồi là một năm mình có thể về thăm gia đình được không cô? thoải Hay là mái bắt buộc mấy năm ở Nhật Bản luôn? thoải mái nhá, cái đó không phải lo. Em có thể về, ví dụ như em muốn về mấy lần cũng được, những kỳ nghỉ nghỉ dài mà em không sợ tốn tiền máy bay thì em có thể về vô tư. Tại vì ở bên Nhật có rất là nhiều kỳ nghỉ dài, em có thể tận dụng những kỳ nghỉ đó em về. Thậm chí còn có công ty cũng không nhiều, tức là cũng nhưng cũng có công ty hỗ trợ một phần nào đó tiền để cho em về thăm nhà nữa cơ. Còn cái việc mà các em có được phép về không thì là hoàn toàn có thể. Các em không không bắt buộc các em phải làm với công ty bao nhiêu năm, không bắt buộc các em phải sang Nhật bao nhiêu lâu rồi các em mới được sang Nhật, sang về Việt Nam. Đó là một cái điểm nổi bật mà đối với các công ty mà về tuyển ở sân. Các em khi mà các em đi phỏng vấn bên ngoài thì chị không biết, có thể là họ sẽ làm buộc các em bao lâu đó mới được về. Nhưng mà khi mà các em đi phỏng vấn thông qua các công ty mà sân giới thiệu thì chế độ nó là như thế, sẽ không ràng buộc các em cái gì cả. Về thăm nha, thế mà dịp lễ thì mình mới về thăm thôi. Thực ra Đà Nẵng với Nhật Bản có cách nhau có 4 tiếng đi máy bay đúng không? Hơn 4 tiếng đi máy bay chỉ cho mấy. Và cái chính lịch chơi của mình chỉ có 2 tiếng thôi đúng không? Nên là ví dụ như buổi trưa mình book vé máy bay về, buổi chiều là mình về tới Đà Nẵng thôi chẳng hạn. Đó, nói chung là không có cái cảm giác gọi là xa quá nhá. Nhưng cứ yên tâm ấy. Thậm chí là rất nhiều anh chị senpai á, bây giờ dẫn cả bố mẹ sang thăm bên kia rồi là dẫn cả người yêu sang để chơi chẳng hạn. Đó, nên là cứ yên tâm nhá, không có phải là cái nước ngoài là cái gì đó gọi là xa xôi quá rồi vậy khó khăn cách trở trung trung, bây giờ không có phải như vậy nữa nhá. Rồi còn gì nữa Cảm không? ơn cô. Còn gì nữa không ạ? Em có câu hỏi không? Dạ là những công ty mà xin giới thiệu là gồm như có những công ty tiêu biểu nào cô có thể giới thiệu em vài cái tên để em tìm hiểu trước, nghiên cứu trước về mấy công ty đó không cô? Nghiên cứu trước đó hả? Cái này hơi khó nè. Thực ra thì công ty thì có rất là nhiều. Sau này chị thế thì để chị sẽ tìm lại danh sách các công ty mà tham gia cho phép của Sơn sẽ gửi cho cả lớp luôn. Để chị nói lại nhé.
Nhưng mà chị không chắc chắn là những công ty đó sau này họ sẽ về tuyển lại đúng cái khóa của em. Tại vì mỗi năm là có thể là có công ty mới, có thể là có công ty cũ. Tức là hoặc là sẽ về tuyển cho em. Nên là bây giờ chị nghĩ thực ra thì bây giờ các em nghiên cứu thì nó cũng khá là sớm. Danh sách công ty về cho em luôn. Ok. Để chị sẽ gửi cái list đó. Như mình có một cái list chính sách đó đúng tổng rồi mình hợp có đúng không, mình có thể mình giao có sinh viên, mình có thể, tức là rất 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 là nhiều nha, không có, và có công ty là nó một năm nó lên mấy lần, lịch sử tham gia job fair của nhiều công ty gọi là trường kỳ. Thế là mọi người cứ có một list danh sách đó bằng tiếng Việt nhá, thì mọi người cứ xem thử trong đó như thế nào nhé. Đó, rồi thì trong đó nó ghi sẵn là nội dung công việc hoặc là tuyển như thế nào, rồi là là yêu cầu về gì, hoặc là đặc trưng công ty đó là gì chẳng hạn. Đó, thì mọi người có thể đọc vào đó để tham khảo nhé. trong phần số liệu thực tế lúc nãy chị cũng có trên đây là khoảng 80 công ty là đã về rồi, và công ty số lượng công ty về thì cũng sẽ ngày càng có thêm nhiều công ty mới, cho nên là trước mắt thì chị sẽ gửi cho các em thông tin mà các chị nắm hiện tại nhé. Còn sau này thì các em có gặp được các công ty, gặp lại được các công ty không, hay là các em gặp các công ty mới thì đến lúc đó là mình sẽ biết được nhé. Rồi các bạn nào hỏi gì nữa không? Rồi hết rồi đúng không? Hết rồi thì ok. Thế thì chị xin phép là dừng buổi giao lưu của chúng ta hôm nay tại đây. Thì cảm ơn các em đã lắng nghe và trong suốt một khoảng thời gian cũng khá là dài, gần 2 tiếng đồng hồ đã chịu khó ngồi nghe chị nói và nghe chị chia sẻ. Và chị hy vọng rằng những thông tin của chị cung cấp thì sẽ giúp cho các em vững tin hơn trong sự lựa chọn của mình, và các em cố gắng học thật tốt để sau này thì chị có thể hỗ trợ cho các em sớm gặp chị Phương nhất có thể, sớm có được lên tiếng nhất có thể nhé. Rồi bây giờ thì phần thời gian còn lại thì chị nhờ các bạn là làm khảo sát giúp chị. Các em có thể có, để chị gần chị gửi cái có thể quét, các em có thể chị quét. gửi đến gửi đến bên chat của cái Zoom này luôn, cái nào tìm cũng được, tại vì Facebook các bạn cũng sao Cho chị một tí nhá, để chị copy lại cái link nào. Tôi đây rồi. Tôi em xin phép ra trước rồi nhé, em ừ, cảm tại ơn vì Ngân. có việc dài ấy. Rồi Rồi, cảm cảm ơn ơn mọi Ngân. người nha, hẹn gặp lại từ sau ấy. Dạ, bye bye Bye. cô. Bye bye mọi người nha. Dạ. Đấy. Chào buổi tâm. Như cũng có bạn gửi lên rồi đúng không? Chị cũng có gửi trên trong bot chat rồi đó. Các em làm khảo sát. À, mình đã quên nhà cô Ngân nghỉ. Các em đừng ao nhé. Bây giờ chị sẽ chụp lại màn hình những bạn mà đã tham gia ngày hôm nay. Các em làm khảo sát giúp chị đi. Làm khảo sát giúp chị đi nào. Cái đấy làm dư luận cô. Làm bây giờ luôn. Làm bây giờ luôn cho chị. Mà khảo sát dễ nhỉ? Tầm 7, tầm 3. Sao lại tầm bậy tầm bạ? À không, em nói gì cả, cô ạ, không ai gửi cô. Mít đi. Ok, cái link này. Khổ vô thế.